chương 4520, xính lễ. Năng lượng hủy diệt vừa xuất hiện, ba đầu âm hồn lùi bước. Rõ ràng là âm hồn nhưng lại biểu hiện đầy nhân tính, thật làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Oanh, Lang Hàn vung vẩy năng lượng hủy diệt, hắn xuất quyền cực nhanh, trong quyền hỗn tạp năng lượng hủy diệt, đây là vũ khí cường đại chuyên nhắm vào âm hồn, thậm chí có thể chiến đấu vượt cấp. Nếu không, lúc trước hắn dựa vào cái gì giết âm hồn hóa linh? Lẽ ra, ba đầu âm hồn đã sợ hãi năng lượng hủy diệt như vậy. Vì cái gì không chạy? Đúng thế, chúng liên tục lui lại nhưng chỉ trong phạm vi gần với Huyết Văn Đạo Thạch, giống như có một loại lực lượng, thậm chí là quy tắc nào đó trói buộc chúng không thể rời xa. Trong tình huống như vậy, chúng làm sao thoát được Lăng Hàn đuổi giết? Sau mấy trăm quyền, ba đầu âm hồn đều bị Lăng Hàn tiêu diệt, sau đó dễ dàng lấy Huyết Văn Đạo Thạch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, có ai nghĩ tới Lăng Hàn chẳng những lấy được Huyết Văn Đạo Thạch, thậm chí còn tiêu diệt ba con âm hồn. Soát ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thích vĩnh minh ngươi không phải phật tử sao đối phó âm hồn không phải sở trường của ngươi hay sao nhưng vì cái gì ngươi bị một kích đánh bay lăng hàn dễ dàng tiêu diệt ba âm hồn cấp bậc chân ngã cảnh thích vĩnh minh im lặng khốn kiếp hắn làm sao biết phật tộc thật sự am hiểu siêu độ âm hồn nhưng chỉ giới hạn ở cùng giai lăng hàn bước về phía chỉ mộng hàm đưa tay nói phiên toái chỉ tiên tử chỉ mộng hàm giao ra 16 gốc đại dược đưa cho lăng hàn Ồ, người có ý gì, nhạn bay qua cũng nhổ lông. Chi tiên tử, còn thiếu bốn gốc đấy. Lang Hàn cười nói, chi mộng hàm dùng thần thức truyền âm nói. Ta chỉ nói một cái tên, đinh nhất. Khốn kiếp, nữ nhân này quả nhiên đoán được. Lang Hàn còn muốn chống chế, dù sao đây cũng là bốn gốc đại dược. Chi tiên tử, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chỉ cần tu luyện thiên hoa bảo thuật, ta sẽ có cảm ứng. Chi mộng hàm nói ra, ngươi đã hiểu chưa, Lang Hàn im lặng, vốn tưởng rằng chỉ mộng hàm chỉ xuất phát từ trực giác nữ nhân, khi đó hắn còn có thể nói hưu nói vượn một phen, nếu quan hệ tới thiên hoa bảo thuật, vậy hắn không còn gì để nói. Phiền muộn, thật sự là phiền muộn, được rồi, nếu tiên tử yêu ái nguyện ý gả cho, bốn gốc đại dược xem như xính lễ. Đột nhiên lăng hàn nói một câu, ồ, một câu này làm người bốn phía giật mình, ngay cả chỉ mộng hàm cũng không ngờ, nàng đỏ mặt nhưng lụa trắng che mặt nên không ai nhìn thấy. Lụa trắng chính là bảo vật đỉnh cấp, là thứ thánh nhân cũng không thể nhìn thấu gia hỏa này thật ác miệng lăng hàn cũng bị lý niệm của đại hắc cầu ảnh hưởng tuyệt đối không ăn thiệt thòi ngươi lấy bốn gốc đại dược của ta ta cũng cho ngươi ăn thiệt thòi như vậy ngươi là của ta đại dược cũng là của ta lăng hàn liễu giật minh tức giận quát lớn gia hỏa này dám đùa dỡ nữ thần của mình muốn chết lăng hàn xoay người lại suýt nữa quên ngươi còn thiếu nợ ta tiền đặt cược nghe hắn nói tiền đặt cược chẳng những sắc mặt liễu giật minh thay đổi sắc mặt những người khác cũng khó nhìn, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm kiếm lời một ít, không nghĩ tới Lăng Hàn lại thắng. Nhưng không sao, bọn họ chỉ cấp đại dược cho Liễu Giật Minh, mặc kệ thắng thua, bọn họ chỉ cần tìm Liễu Giật Minh đòi lại là được. Đường đường đế tộc, chẳng lẽ có thể quyệt nợ hay sao? Làm can, dám nhục nhã đế tộc, người đi tìm chết. Liễu Giật Minh hừ một tiếng, hắn lập tức tấn công Lăng Hàn. Đúng, Lăng Hàn đối phó âm hồn rất châu bò, chém giết vượt qua đại cảnh giới, nhưng hắn cũng không phải âm hồn. Oanh, hắn đánh ra một trường, sau lưng có bảy tia sáng bộc phát ra chỉ lực lượng cho hắn, từ đó thực lực của hắn còn mạnh hơn trước. Một kích này còn chưa đánh tới, chỉ thấy chỉ mộng hàm đã động thân đứng ra ra, nàng vươn tay đón đỡ, nói. Liễu huynh, nguyện đánh bạc chịu thua, không nên mất phong độ. Phong, phong độ, muốn ta quỳ trên mặt đất, tự tay tát vào mặt mình, hơn nữa còn phải thừa nhận miệng mình là phế vật miệng thối. Thực xin lỗi, ta không có phong độ như thế. Liễu giật minh vừa ra tay vừa nói, Chị tiên tử, kính xin tránh ra, không nên che chở dân đen này. chỉ mộng hàm không có trả lời, nàng tiện tay đánh ra, bàn tay trắng nõn đẹp không thể tả nhưng uy lực lại vô cùng cường đại, nàng dễ dàng áp chế liễu giật minh. Đế nữ không kém gì đế tử, huống chi chi mộng hàm có tư chất bảy sao, chiến đấu cùng dai còn vượt qua các đế tử đế nữ khác. Chỉ trong vài chiêu, liễu giật minh không địch lại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Hắn có mặt mũi nào lưu lại nơi này, chẳng lẽ thật muốn quỳ xuống hoàn thành đổ ước. Liễu giật minh rời đi, các đế tộc cũng lau mắt mà nhìn trì mộng hàm. Bọn họ đều cho rằng mình rất cao, dù thiên tài đỉnh cấp bài danh tinh võng như dịch viện dung cũng không lọt vào mắt bọn họ, trì mộng hàm cường đại làm bọn họ cảm thấy không bằng, từ đó cũng thay đổi thái độ. Bọn họ càng thân thiết hơn trước, thiên tài đỉnh cấp và xinh đẹp như thế, ai không muốn lấy về nhà. Mọi người tiếp tục đi tới, đi dọc theo bờ biển, không qua bao lâu, bọn họ nhìn thấy bốn âm hồn đồng thời thủ hộ một khối huyết văn đạo thạch. Số lượng âm hồn nhiều nhưng thực lực giảm xuống còn sinh đan cảnh, mọi người không sợ hãi, bọn họ xông lên tiêu diệt âm hồn. Chỉ có một khối huyết văn đạo thạch, làm sao bây giờ? Mọi người quyết định trước giao cho Trì Mộng Hàm chờ số lượng nhiều sẽ phân phối. Lúc này có người muốn lăng Hàn giao khối huyết văn đạo thạch kia ra. Lăng Hàn cự tuyệt, Trì Mộng Hàm cũng nói chuyện giúp hắn nói đó là Lăng Hàn dựa vào thực lực đoạt được, tự nhiên do hắn sở hữu, lúc này mới làm tất cả mọi người im lặng. Bọn họ xuất phát lần nữa, bọn họ nhanh chóng phát hiện huyết văn đạo thạch thứ ba. Lần này có ba âm hồn thủ hộ đạo thạch, nhưng Lăng Hàn liếc mắt nhìn và bỏ qua suy nghĩ ứng chiến. Bởi vì đó là ba âm hồn hóa linh cảnh, Lăng Huynh, liên thủ thế nào? Chỉ mộng hàm đề nghị, Lăng Hàn biết rõ, nàng muốn thi triển thiên hoa bảo thuật, lúc trước hai người liên thủ có thể tiêu diệt âm hồn hóa linh cảnh, cũng làm cường độ linh hồn đột phá. Nhưng trạng thái linh hồn khác với trạng thái thân thể, trong trạng thái linh hồn chỉ nhìn cường độ linh hồn, còn ở trạng thái thân thể lại có nhiều cố kỵ, sẽ bị âm khí ăn mòn, tạo thành ảnh hưởng thần trí. Cho nên, Lăng Hàn cực kỳ nắm chắc khi tiêu diệt âm hồn chân ngã cảnh, hắn dám đánh với âm hồn hóa linh cảnh. Ha ha, hay là thôi đi, Lăng Hàn tự tin, có can đảm mạo hiểm, nhưng chênh lệch hai bên quá lớn. Yên tâm, ta có một kiện bí bảo, nó có thể ngăn cản công kích của cấp giáo chủ. Chỉ mộng hàm nói đầy tự tin, nếu không phải một mình ta không cách nào phát huy ra uy năng thiên hoa bảo thuật, ta cũng không cần liên thủ với ngươi. Tốt, vậy thì thử một lần, Lang Hàn gật đầu, chương 4521, núi màu trắng. Lang Hàn và chỉ mộng hàm cùng đi ra, nhìn thấy hai người sóng vai mà đi, sắc mặt mọi người không tốt chút nào, có cảm giác như bị người ta tát vào mặt. Chỉ mộng hàm vận dụng một cái gương che đỉnh đầu, từng tia sáng xuất hiện và bao phủ nàng và lăng hàn. Tốc độ, nàng nói, bảo kính chỉ có thể bổ sung ba lần, một khi năng lượng hao hết, dùng tu vi của ta hiện tại không thể thúc giục. Lăng hàn gật đầu, lúc này mới hợp lý, nếu sinh đan cảnh có thể đối phó bảo vật giáo chủ, việc này không bình thường chút nào. Hắn kéo dài thần thức giao thoa với chỉ mộng hàm, lúc này hai người có cảm giác sung sướng khó hình dung, giống như trong người có ta, trong ta có ngươi. Lăng hàn giật mình, khó trách chỉ mộng hàm kén rẻ, thì ra trong trạng thái thân thể thi triển thiên hoa bảo thuật lại sung sướng như thế. Gương mặt Trì Mộng Hàm đỏ bừng, ngọc thể của nàng rung rung, thậm chí da thịt của nàng cũng đỏ bừng, đáng tiếc không có người nào nhìn thấy, tất cả đều bị ánh sáng che khuất. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người say mê trong cảm giác sung sướng, ngay cả bước chân cũng dừng lại. Tâm tính Lang Hàn càng kiên cường hơn một chút, hắn ho nhẹ một tiếng cắt ngang ý niệm của Trì Mộng Hàm. "Ra tay." Lang Hàn trầm giọng nói ra, hắn vận chuyển thiên hoa bảo thuật Tuy hắn có thể độc lập thi triển đế thuật này, nhưng hắn tuyệt đối không muốn chỉ mộng hàm biết rõ, bằng không có kỷ mới biết đông lâm đế tộc sẽ làm ra chuyện gì, bắt nhốt hắn mỗi ngày sinh hài tử cũng có khả năng. Lại nói, hai người liên thủ sẽ có uy lực lớn hơn nhiều. Chỉ mộng hàm không kịp thẹn thùng, vội vàng vận chuyển thiên hoa bảo thuật phối hợp với lăng hàn, từ đó lao tới đánh giết ba âm hồn hóa linh cảnh. Oanh, ba đầu âm hồn đón đánh, chúng công kích nhanh hơn, linh hồn gào thét, nhưng đụng phải ánh sáng thì vắn trở về, không cách nào tạo thành ảnh hưởng nào khác. Lăng Hàn cùng trì mộng hàm liên thủ vận dụng thiên hoa bảo thuật, thậm chí hắn còn vận dụng cả năng lượng hủy diệt, đây mới là đại sát khí nhằm vào âm hồn. Quả nhiên, năng lượng hủy diệt vừa xuất hiện, những âm hồn kia sợ hãi từ bản năng, nhưng dù sao chúng chiếm cứ cảnh giới ưu thế quá lớn, chúng vượt qua sợ hãi và đón đánh Lăng Hàn và trì mộng hàm. Song phương đại chiến, nói đến thực lực chân tránh, Lăng Hàn và chỉ mộng hàm liên thủ cũng không địch lại, nhưng bọn họ có bảo vật phòng ngự cấp giáo chủ gia trì, công kích có đế thuật và năng lượng hủy diệt, từ đó ba con âm hồn không thể làm gì. Công thì công không được, mà phòng bị, đối mặt năng lượng hủy diệt, chúng hoàn toàn không thể chống cự. Mỗi lần bị đánh chúng, thân thể chúng sẽ thu nhỏ lại một chút, lúc thu nhỏ một ít, lực lượng cũng giảm xuống. Dựa vào mài như thế, tốn thời gian hơn một giờ, Lăng Hàn và Trì Mộng Hàm cũng giải quyết ba âm hồn. Ô, vì cái gì không có thiên địa ngợi khen, Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, Đánh chết âm hồn tại Dương Gian không thể gia tăng cường độ linh hồn, nhưng thiên địa sẽ ban thưởng, có năng lượng thuần túy gia trì bản thân, sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Trì Mộng Hàm cũng gật đầu, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ nơi này không thuộc về Dương Gian, cũng không thuộc về Âm phủ. Nàng nói ra, Lăng Hàn nói, nên do thánh nhân đau đầu đi. Trì Mộng Hàm thu hồi bảo kính, nàng và Lăng Hàn trở lại đám người, khối huyết văn đạo thạch kia do hai người chia đều. Cả đám xuất phát, nơi này có rất nhiều âm hồn chúng đều trông coi một khối huyết văn đạo thạch. Sau vài lần như thế, mỗi người đi mỗi ngã, bởi vì nơi này có rất nhiều huyết văn đạo thạch, hơn nữa có rất nhiều do âm hồn chú đỉnh, sinh đan cảnh trông coi, cho nên chỉ cần xem vận khí, người gặp âm hồn yếu hơn, người sẽ dễ dàng đạt được huyết văn đạo thạch. Trước khi bọn họ tụ tập với nhau, nguyên nhân rất lớn là vì chỉ mộng hàm, nhưng truy cầu sắc đẹp còn vượt qua truy cầu lực lượng hay sao? Lại nói, chỉ có chính mình cường đại mới có tư cách theo đổi đế nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, đội ngũ to như vậy chỉ còn lại Lăng Hàn, Chỉ Mộng Hàm và nam tử trẻ tuổi Chỉ ra. Xin chào, ta tên là Chỉ Đáo. Đáo có nghĩa là, muộn, chậm. Nam tử kia cười nói, hắn giới thiệu tên của mình. Tên của ngươi thật đặc thù. Lăng Hàn nói ra, bởi vì ta nằm trong bụng mẫu thân suốt ba năm. Chỉ Đáo nói ra, cho nên, lão ba không có trách nhiệm đặt ta cái tên này. Lăng Hàn kinh ngạc, thời gian mang thai của tu giả còn dài hơn người bình thường, cho nên hài tử hấp thu dinh dưỡng càng đầy đủ, đó chính là năng lượng tiên thiên chân chính. Nằm trong bụng mẫu thân 3 năm, thiên phú và tư chất của gia hỏa này rất mạnh. Ta rất coi trọng ngươi, nếu mộng hàm quyết định gả cho ngươi, ta nhất định nói chuyện giúp ngươi, sẽ thuyết phục gia tộc. Chi đáo còn nói thêm, chi, đáo, chi mộng hàm gần từng chữ, lời nói còn mang theo sát khí. Không thể nói sao, chi đáo giơ hai tay lên, hắn nháy mắt với Lăng Hàn một cái. Lăng Hàn cực kỳ im lặng, trước kia cho rằng ra hỏa này im lặng ít nói, còn tưởng rằng là người đứng đắn, không nghĩ tới lại lắm mồm như vậy. Ba người tiến lên, sau khi đi một lúc lại phát hiện một màu trắng xóa. Ồ, bọn họ rất kỳ quái, nơi này là màu đỏ thống trị, mặt đất, bầu trời, sương mù, cung điện đều có màu đỏ như máu, hiện tại xuất hiện màu trắng mới làm bọn họ khó tin. Nhưng sương mù quá nặng, bọn họ hiện tại chỉ nhìn thấy màu trắng, về phần cụ thể là vật gì thì không rõ lắm. Đi, bọn họ bước nhanh về phía trước, sau khi đi một lúc mới phát hiện đó là núi màu trắng. Núi gì có màu trắng? Ba người nhìn nhau, nơi này quá quỷ dị, xuất hiện thứ gì cũng không kỳ quái. Coi chừng, bọn họ nói với nhau, sau đó tiến lên phía trước. Rất nhanh, ngọn núi màu trắng cũng lộ ra diện mạo thật của nó. Cái gì? Ba người hô vang, bởi vì ngọn núi này dùng đầu lâu xây thành. Không chỉ thuộc về nhân tộc, còn có hồ tộc, dương tộc, lang tộc, trên cơ bản chỉ cần là chủng tộc có mặt trong tinh không đều lưu đầu lâu tại đây, khó trách số lượng nhiều đến mức dựng thành núi. Thật đáng sợ, dù cho cách xa như vậy, ta vẫn có thể cảm nhận được uy áp đáng sợ. Chỉ đáo nói ra, Lăng Hàn gật đầu, hắn không khuất phục uy áp nhưng cũng không có nghĩa hắn bỏ qua uy áp, sau khi đạt tới trình độ nhất định thì hắn sẽ bị uy áp đè nát. Hiện tại hắn tiến tới gần ngọn núi 100 bước, hắn chắc chắn sẽ bị uy áp đè nát. Những người này, khi còn sống mạnh cỡ nào, chỉ mộng hàm lầm bẩm nói, dù đã chết nhiều năm, uy áp vẫn còn khủng bố như vậy, khi bọn họ còn sống tất nhiên chắc chắn là cường giả tuyệt đỉnh. Tôn giả, thậm chí thánh nhân, chương 4522, biển ăn mòn. Lăng hàn nhe răng, chẳng lẽ giống hắc thiên thần miếu. Nhớ tới địa ngục thánh nhân, hắn vẫn còn có ấn tượng sâu sắc, hắn không muốn nhớ lại. Nơi này do vị đại đế nào lưu lại, chi đáo thì thào, có thể thành đế giả, không ai không được thiên địa công nhận, tuy đế uy không thể phạm, nhưng chưa từng có tổ vương nào ham mê giết chóc. Có thể được thiên địa đại đạo tán thành, chẳng những có thiên phú siêu phàm, hơn nữa phải có lòng giả khoáng đạt, tuyệt đối không phải kẻ có thù tất báo. Vì cái gì một vị đại đế đại khai sát giới, giết đến dùng đầu người xếp thành núi. Tại sao trong lịch sử không ghi lại, lang hàn phát động đồng thuật, hắn xuyên thấu huyết phụ nhìn ra nhiều chi tiết hơn. Có lẽ núi đầu lâu này đã tồn tại vài tỷ năm rồi. Hắn nói ra, vài tỷ năm, chỉ mộng hàm lắc đầu lịch sử thỉnh thoảng xuất hiện đứt gãy đừng nói vài tỷ năm cho dù là chuyện của trăm triệu năm trước cũng không ai biết ba người đi quanh đóng xương cốt vài vòng không ngừng tìm kiếm manh mối nhưng bọn họ không tìm thấy cái gì đi thôi đi nơi khác xem bọn họ đi khắp nơi chủ yếu tìm kiếm huyết văn đạo thạch bọn họ thật sự tìm được mấy khối khu vực này rất lớn sau khi đi sâu tới mức nhất định sương mù sẽ hóa thành vách tường cứng rắn ngăn cản bọn họ tiến lên dùng thực lực của bọn họ không thể đánh phá, chỉ có thể rút lui trở về. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể thăm dò biển cả. Ba người đi tới bờ biển, chỉ đáo đi từ từ, tuyệt đối không sốt ruột, nhưng nhưng bây giờ hắn gấp gáp muốn đi tới biển cả. Không nên vọng động, lang hàn ngăn cản hắn, hắn vận chuyển bí lực hóa thành một bàn tay tiến vào trong biển. Cảnh tượng khủng bố xuất hiện, bàn tay bí lực bị biển cả ăn mòn ngay lập tức, thậm chí còn lan tới bản thể của Lăng Hàn. Lăng Hàn vội vàng chặt đứt bí lực, nhưng lực lượng ăn mòn không dừng lại, mà là tiếp tục đuổi theo hắn. Ồ, Lăng Hàn vội vàng lui lại, nhưng lực ăn mòn vẫn truy kích, giống như có ý chí đang khống chế. Mộng Hàm nhanh hỗ trợ, chỉ đáo kêu lên, nói, Lăng Hàn cũng vì hắn mới ra tay thăm dò. Chỉ Mộng Hàm gật đầu, vừa muốn ra tay lại bị Lăng Hàn ngăn cản. Không nên ra tay, lực lượng ăn mòn là lực lượng quy tắc, không phải chúng ta hiện tại có thể chống lại. Lăng Hàn nói ra, hắn là người ân oán rõ ràng cần gì hãm hại đồng bạn của mình chứ. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Trì Mộng Hàm cau mày, "Ta có biện pháp." Lăng Hàn nói ra, sau đó hắn nhanh chân bỏ chạy. "Ách, đây là biện pháp của ngươi sao?" Trì Mộng Hàm và Trì Đáo nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Lăng Hàn chạy, lực lượng ăn mòn đuổi theo, giống như không tiêu diệt hắn thì không bỏ qua. Huyết phụ nơi này quá dày, hắn chưa chạy xa, Lăng Hàn vượt qua tầm mắt của Trì Mộng Hàm và Trì Đáo, tâm niệm hắn vừa động Hỗn độn cực lôi tháp bay ra khỏi thức hải và nghênh đón lực lượng ăn mòn. Lăng Hàn không thừa nhận nổi lực lượng ăn mòn, thứ này liên quan tới quy tắc, nhưng Hỗn độn cực lôi tháp chính là mẫu kim tạo thành, là binh khí của đại đế, như vậy sợ gì quy tắc. Lực lượng ăn mòn ập tới, Hỗn độn cực lôi tháp chấn động nhẹ, Lôi Đình và Hỗn độn khí ập tới. Mẫu kim là tài liệu bất hủ, lực lượng ăn mòn bị ngăn cản, sau đó bị Lôi Đình và Hỗn độn khí liên thủ tiêu diệt. Lăng Hàn thở ra một hơi, hắn chỉ nhiễm một tia Lực lượng ăn mòn đã khủng bố như thế, nếu dùng thân thể vượt biển, chỉ sợ sẽ bị ăn mòn cạn bã không còn thừa. Hắn quay lại, chỉ thấy Trì Mộng Hàm và Trì Đáo đứng tại chỗ chờ hắn. "Ha ha, ngươi không có việc gì là tốt rồi." Trì Đáo cười to, vỗ vỗ vai Lăng Hàn, hắn xoay người nói với Trì Mộng Hàm. "Gia hỏa này không những thực lực yêu nghiệt, còn có đại khí vận, ta đề nghị ngươi gả cho hắn." Trì Mộng Hàm trợn mắt nhìn hắn, tên tộc huynh này quá không đáng tin cậy. Đây chỉ là một ít nước biển ăn mòn mà thôi, lực lượng ăn mòn đã đáng sợ như vậy, nếu tiến vào biển sẽ gặp phải lực lượng thế nào? Chỉ đáo ho khan một tiếng, hắn kéo chủ đề trở về. Vừa rồi ta thử qua, ném một tảng đá ra ngoài, kết quả vừa lơ lửng trên mặt biển đã bị ăn mòn. Hắn lại bổ sung một câu, nói cách khác, cho dù không chạm nước, muốn vượt biển cũng là chuyện không có khả năng. Xem ra, chỉ có thể chờ các đại lão trong cung điện đi ra. Không tới hai ngày, những người phân tán đã lục tục quay lại những người trẻ tuổi té xỉu trong cung điện cũng tỉnh lại và gia nhập hàng ngũ của bọn họ đáng tiếc hiện tại không còn huyết văn đạo thạch dân đen có dám luận bàn với ta hay không liễu giật minh cũng trở lại hắn lại khiêu khích lăng hàn lăng hàn cười nói được người hoàn thành tiền đặt cược lúc trước đã câu này đã làm liễu giật minh đỏ mặt hắn không dám nói ra lời ha ha chỉ là một tên dân đen dám vô lễ với đế tộc ai cho ngươi dũng khí như vậy trong liễu gia có một người đứng ra, hắn là liễu khai tể. Lăng Hàn cao mày, đừng có một câu là dân đen, các người chỉ ỷ vào tổ tiên ban cho, cũng không có cao quý tới mức nào. Liễu khai tể hừ một tiếng, điềm nhiên nói, chỉ bằng lời này ngươi đã chết một vạn lần, chỉ mộng hàm lại muốn khuyên can, ba tộc nhân vạn lôi đế tộc lại đứng ra cản nàng. Liễu khai tể cười lạnh, sau đó hắn xuất trưởng tấn công Lăng Hàn. Hắn là sinh đan viên mãn, nhưng lực lượng nguyên thủy cao tới nhị thập bát trọng thiên, hoàn toàn không thua gì phật tử thích vĩnh minh thích vĩnh minh cao mày bởi vì liễu khai tể không phải đế tử của vạn lôi đế tộc đã có lực lượng nguyên thủy không kém gì hắn nếu đế tử chính thức tới hắn có thể ngăn cản hay sao nhưng hắn là người có trí lớn hắn muốn sung yếu kích đế đạo nếu không thể vô địch cùng giai hắn dựa vào cái gì thành đế trong lịch sử chưa từng có đại đế nào yếu như vậy lang hàn không sợ thích vĩnh minh tự nhiên cũng không sợ liễu khai tể hắn ra tay đón đánh oanh 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 hai người kịch chiến, tuy lực lượng và chiến lực của Lăng Hàn yếu hơn rất nhiều, hắn còn có rất nhiều át chủ bài, sát khí trùng kích, hỗn độn tiên đan, màn sáng tinh thần, những thủ đoạn này có thể dùng một lát, tuy liễu khai tể chiếm hữu ưu hư thế nhưng không thể thủ thắng. Thậm chí, Lăng Hàn có bí lực vô tận ủng hộ, chỉ cần đánh thời gian đủ dài, thậm chí hắn có thể thay đổi cục diện và chuyển thành thắng lợi. Bởi vậy, liễu khai tể đánh nửa ngày cũng phải thu tay lại. Tiếp tục đánh nữa sẽ đến phiên hắn bị động sắc mặt liễu khai tể rất khó nhìn, thiên kiêu đế tộc, trong tình huống chiếm ưu thế cảnh giới rõ ràng nhưng không thể chiến thắng. Mất mặt, chương 4523, chơi trốn tìm. Trên thực tế, Lăng Hàn cực kỳ khó chịu, ban đầu là thích vĩnh minh, tiếp theo là liễu giật minh, liễu khai tể, tất cả ỷ vào tu vi cao, chiến lược mạnh, muốn ra tay thì ra tay, thật xem hắn như tượng đất không nóng tính hay sao. Đối với những người khiêu khích mình, Lăng Hàn sẽ đánh trả, đánh tới khi đối phương chịu phục mới thôi nhưng bây giờ ba người này không làm gì được hắn lại cảm thấy cực kỳ mất mặt nhưng lang hàn không thể tự tay đánh bọn họ hắn cực kỳ không hài lòng tốt nhân lúc các thánh nhân tôn giả đang tìm hiểu hắn đi luyện hóa dưỡng hồn thạch trùng kích sinh đan hậu kỳ nếu hắn bước vào sinh đan hậu kỳ dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng lực lượng nguyên thủy sẽ đạt tới nhị thập ngũ trọng thiên khi đó dùng hỗn độn tiên đan kéo thấp chiến lực của đám người thích vĩnh minh liễu giật minh song phương sẽ có lực lượng nguyên thủy ngang nhau lực lượng tương đương có ai đánh lại lăng hàn lăng hàn tìm một lý do hắn cáo từ trì mộng hàm và chỉ đáo sau đó một mình rời khỏi nơi đây nơi này không có nơi ẩn nấp nhưng khắp nơi đều là sương mù ngăn cách thần thức người khác muốn tìm được hắn cũng khó khăn tốt bế quan tại đây đi lăng hàn lấy ra dưỡng hồn thạch hắn bắt đầu luyện hóa hai tay của hắn nắm dưỡng hồn thạch vận chuyển cửu dương thiên kinh rút tinh hoa cho mình dùng một lực lượng không rõ tên rót vào cơ thể của hắn hắn lại cảm giác lực lượng kia đang trùng kích là gì đây là đạo tắc sao lang hàn thầm nghĩ kỳ thật sinh đan cảnh đã tiếp xúc đến đạo tắc nhưng võ giả cảnh giới này rất mông lung rõ ràng đụng chạm đến nhưng không hiểu gì cả giống như người biết ăn thịt dinh dưỡng tốt nhưng vì cái gì dinh dưỡng tốt rất nhiều người không rõ đạo lý trong đó mặc kệ nó cứ tăng cảnh giới lên rồi nói sau đến chân ngã cảnh tự nhiên sẽ hiểu ra được dưỡng hồn thạch tẩm bổ tốc độ hỗn độn tiên đan lớn mạnh cực nhanh lăng hàn vốn đã tiếp cận sinh đan trung kỳ đỉnh phong hiện tại được dưỡng hồn thạch trợ giúp hắn nhanh chóng bước qua một bước này và tu đến sinh đan trung kỳ viên mãn hắn cần bước ra một bước mấu chốt đột phá sinh đan hậu kỳ lăng hàn buông dưỡng hồn thạch đột phá sinh đan hậu kỳ không cần dùng đồ chơi này hắn ngồi xếp bằng như là một khối đá cũng không vội đột phá mà là dò xét bản thân hắn xem cảnh giới này đã tu đến cảnh giới hoàn mỹ vô khuyết hay không hiện tại tu chỉnh còn dễ hơn sau này cả trăm lần thậm chí có chút chưa đủ không thể đền bù, hoặc cần dùng thánh dược chữa trị. Thời gian trôi qua rất nhanh, bốn ngày qua đi, Lăng Hàn dùng mình, trong nội tâm cảm nhận có nguy cơ. Quỷ ảnh bộ, đột nhiên hắn kịp phản ứng, đang có người dùng quỷ ảnh bộ tiếp cận hắn. Sát thủ chiến thần cung, hư, không nghĩ tới nơi này có người chiến thần cung, có lẽ hắn tới đây thám hiểm, sau đó ngoài ý muốn phát hiện ra vị trí của hắn trước kia lăng hàn vẫn ở cùng một chỗ với đám người chỉ mộng hàm nên tên sát thủ kia không có cơ hội ra tay nhưng hiện tại lăng hàn hành động hắn không ám sát mới là việc lạ vì cái gì qua vài ngày mới tới đây đơn giản bởi vì nơi này có huyết phụ ngăn cách thần thức và tầm mắt muốn tìm hắn cần tốn thời gian rất dài lăng hàn cười lạnh thật xấu hổ hắn cũng biết quỷ ảnh bộ thậm chí còn là bản đầy đủ đến lúc đó đột nhiên thi triển không biết là ai dọa ai hắn rất chờ mong đấy hắn bình thản thậm chí còn không động ngón tay sát thủ kia đang tiếp cận sau khi xuất hiện sau lưng lăng hàn sau đó hắn kích phát pháp khí lợi kiếm sáng lên và tỏa ra khí tức khủng bố thanh kiếm này xem như thượng thừa trong pháp khí tam tinh với tư cách một gã sát thủ hắn yêu cầu công cụ rất cao trong nháy mắt lợi kiếm đâm xuống hắn lại phát hiện lăng hàn biến mất biến mất có khả năng sao một người sống đột nhiên biến mất chuyện ma quái hay sao đang tìm ta sao vào lúc hắn đang mờ mịt không hiểu sau lưng có giọng nói vang lên, lăng hàn, a hát hát, thực sự là chuyện ma quái. hắn phản ứng không thể nói không nhanh, kiếm của hắn lập tức đâm về phía sau. người đâu? bỗng nhiên hắn phát hiện không có ai cả. nội tâm của hắn lạnh buốt, quá quỷ dị. lông tơ trên người hắn dựng đứng. vẫn còn tìm ta sao? lúc này, sau lưng hắn lại xuất hiện giọng nói của lăng hàn. sát thủ kia xoay người lần nữa, xoát, hắn đánh ra một trưởng nhưng kiếm lại đâm hướng khác cho dù trưởng hay kiếm đều đánh hụt hắn cố chấn định lại quỷ ảnh bộ trốn vào trong cái bóng hắn di động vài bước và dừng lại tạo nghệ quỷ ảnh bộ của hắn còn chưa đạt tới đỉnh phong cho nên trạng thái di động vẫn sinh ra không khí chỉ cần cẩn thận dò xét sẽ phát hiện nhưng một khi hắn bất động sẽ không có sơ hở hắn đang đợi đợi lăng hàn hiện thân sau đó hắn tìm cơ hội dáng một kích chí mạng ha ha chúng ta bây giờ đang chơi một trò chơi gọi là chơi trốn tìm lăng hàn lại lên tiếng bóng người hắn xuất hiện cách đó không xa nhưng thời điểm sát thủ kia ý định ra tay lăng hàn lại biến mất lần nữa sát thủ kia đổ mồ hôi lạnh bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng thủ đoạn nấp vào cái bóng của hắn và lăng hàn giống nhau hơn nữa ẩn nấp còn không lưu lại dấu vết gì quỳ ảnh bộ tại sao lại như vậy đây chính là bí mật bất truyền của chiến thần cung tại sao bị người ngoài sử dụng hơn nữa còn là mục tiêu tất sát của chiến thần cung bắt được ngươi rồi đúng lúc này phía sau hắn lại vang lên giọng nói của lăng hàn sát thủ kia cảm thấy da đầu ngứa dữ dội trạng thái quỷ ảnh bộ của mình bị lăng hàn phát hiện đây là khái niệm gì nói rõ đối phương nắm giữ quỷ ảnh bộ còn cao hơn hắn ngươi tại sao ngươi biết quỷ ảnh bộ hắn vừa hỏi vừa rút kiếm công kích ngươi đoán lăng hàn cười nói hắn tiến lên cầm lấy kiếm của đối phương bởi vì có màn sáng tinh thần bao phủ nên hắn không sợ bị thương thậm chí sau khi hắn rèn luyện khí lực mạnh hơn cho dù không cần màn sáng tinh thần cũng có thể tay không nắm lấy pháp khí Sát thủ kia ngạc nhiên, tay không tiếp pháp khí, ngươi là thể tu sao? Tại sao trên tư liệu không có ghi lại? Quá thất bại, là ai thu thập tình báo? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, lần này chỉ có một mình ngươi hay có những kẻ khác đồng hành? Hừ, muốn ta tiết lộ bí mật Chiến Thần cung, không có khả năng." Sát thủ đáp, Lăng Hàn cười nói, "Kỳ thật, chúng ta là người một nhà." Nói xong, hắn còn buông tay ra, sau đó lại nói, "Ngươi xem, nếu không phải như vậy, tại sao ta biết quỷ ảnh bộ chứ? Ồ, đúng là có đạo lý, chương 4524, giết ngược, không đúng không đúng, sát thủ kia vội vàng lắc đầu, thiếu chút nữa bị lang hàn đầu độc, gia hỏa này nằm trong danh sách tất sát của chiến thần cung, tại sao có thể là người một nhà? Người mơ tưởng gà ta, hắn lớn tiếng một tiếng, lang hàn thở dài, trước kia khi nói chuyện hắn còn vận dụng tinh thần lực cường đại ảnh hưởng tinh thần của đối phương, thiếu chút nữa đã thành công, chỉ tiếc là dù sao cảnh giới hai người không có tranh lệch quá lớn muốn dựa vào phương thức như vậy khống chế tâm linh đối phương là chuyện rất khó khăn vậy thì tốt cứ nghiêm hình bức cung thôi lăng hàn nhoẻn miệng cười nói ngươi không thành thật một chút hay sao như vậy sẽ không ăn đau khổ quá lớn ha ha đệ tử chiến thần cung chúng ta sợ tra tấn hay sao sát thủ kia cười to nói dáng vẻ không sợ hãi đúng thế lăng hàn gật đầu nói bởi vì tất cả thứ liên quan đến tư liệu mấu chốt đều bị phong ấn nếu mở ra sẽ phá vỡ thức hải ngươi biết là tốt rồi sát thủ kia hừ một tiếng Lăng hàn nói ra có muốn biết một bí mật hay không sát thủ kia không để ý tới ngươi không hiếu kỳ vì sao ta học được quỷ ảnh bộ sao lang hàn cười nói sát thủ kia nheo mắt lại đây chính là chuyện hắn hiếu kỳ nếu không phải như thế nói không chừng hắn đã ám sát thành công mà không phải bị lang hàn kéo ra từ bóng tối ngươi nói cho ta biết lần này còn có bao nhiêu người tiến vào nơi đây ta sẽ trao đổi bí mật này với ngươi, thế nào? Lăng Hàn đưa ra phương án, ha ha, ta là kẻ bán đứng đồng bạn hay sao? Sát thủ kia quả quyết cự tuyệt, hắn đương nhiên phải cự tuyệt, bởi vì cho dù thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hắn vẫn nằm trong tay của Lăng Hàn, cũng không thể chạy ra tìm đường sống. Khoản mua bán này không có lợi, Lăng Hàn cười ha ha, nói, việc này không do ngươi, ông, hắn phát động sát khí trùng kích, rốt cuộc lực khống chế của Lăng Hàn rất tốt, bằng không thì một kích như thế đã phá vỡ thức hải của sát thủ. A, à, sát thủ kia ôm đầu kêu thảm thiết, hiện tại thần thức của Lăng Hàn rất trâu bò, hắn không có lực chống cự, chỉ có thể bị động thừa nhận. Chỉ trong nháy mắt sau đó, toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh như vừa vớt từ trong nước ra. Lăng Hàn ngồi bên cạnh, hắn bình thản chờ đợi, chỉ qua vài phút sau, sát thủ kia không chịu nổi, hắn rên gì nói: "Ta nói, ta nói, cho dù ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lăng Hàn thu hồi sát khí trùng kích, sau đó nói. Trừ ngươi ra, nơi này có sát thủ chiến thần cung hay không? Có, sát thủ kia thở hào hển nói, trên trán đổ mồ hôi lạnh, hắn vẫn chưa khôi phục như ban đầu. Có mấy tên, tu vi như thế nào? Lăng Hàn lại hỏi, tổng cộng có bốn người, một trúc cơ, hai sinh đan, một chân ngã cảnh. Sát thủ kia nói ra, Lăng Hàn dùng mình, còn có sát thủ chân ngã cảnh. Nếu ở bên ngoài, hắn tự nhiên không sợ, Hắn vận dụng địa khí cũng có khả năng giết sát thủ chân ngã cảnh, hiện tại thì khác, địa mạch bị áp chế, hắn không cách nào vận dụng địa khí. Chẳng lẽ phải dùng thiên đạo hỏa? Lăng Hàn nhíu mày, hiện tại đã không còn mấy lần sử dụng, dùng trên người một chân ngã cảnh thì quá lãng phí. Hơn nữa, nơi này có sinh đan cảnh hay sao? Đúng thế, người khác đều rất tự giác, bởi vì thánh nhân lên tiếng, chỉ có đám người không biết xấu hổ như chiến thần cung mới phái sát thủ chân ngã cảnh ẩn nấp tiến vào. Đương nhiên thứ nhất là không nắm chắc, thứ hai chiến thần cung vốn là chuột chạy qua đường, ai dám hiện thân công khai chứ? Người còn muốn biết gì nữa? Sát thủ kia hỏi, Lăng Hàn lắc đầu, trừ vị trí chiến thần cung, ta cũng không cần biết rõ cái gì, đáng tiếc, người không có khả năng nói ra vị trí chiến thần cung. Hắn điều động thần niệm, ba, thức hải của sát thủ tan vỡ và chết đi. Đối với kẻ muốn giết mình, Lăng Hàn không khách khí, Lăng Hàn tiện tay thu thi thể sau đó tự dò xét. Không có gì bằng tự bản thân cường đại, nhưng nơi này có sát thủ chiến thần cung, Trúc cơ cảnh không có khả năng đến ám sát chính mình, nơi này còn có hai sinh đan, một tên sát thủ chân ngã cảnh. Có chút phiền toái, lại qua một ngày, Lăng Hàn vẫn còn lắng động tu vi, nhưng đột nhiên hắn cảm ứng được sát ý. Đến, cũng không được, chỉ là sinh đan cảnh mà thôi. Lăng Hàn bình thản chờ đối phương tiếp cận. Ồ, Lăng Hàn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn dựa vào đồng thuật đã quan sát rất rõ ràng. Một trong các hạt giống. Trước kia hắn tiến vào huyết tháp tiếp nhận truyền thừa, thời điểm đi ra bị bốn gia hỏa công kích, còn bị hắn chém giết một người, hiện tại người tới đây là một hạt giống khi đó. Đúng là oan ra ngõ hẹp, một lúc sau, đối phương đã tiếp cận, xoát, người nọ lộ ra dao mổ, một đạo hàn quang xẹt qua chém về phía lăng hàn, hắn muốn chém lăng hàn thành hai nửa. Lăng hàn cười cười, hắn phát động quỷ ảnh bộ, hắn chẳng những tránh thoát một đao kia, hắn còn có thể tránh vào bóng tối và trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tên hạt giống ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Biểu hiện của ngươi hôm nay, ta đã gặp vào hôm qua." Giọng nói của Lăng Hàn vang lên sau lưng hắn, xoát, hạt giống rất mạnh, hắn cầm dao chém về phía sau. Đáng tiếc là, hắn cũng giống người nọ, chém không trúng. Nhưng hạt giống dù sao cũng là hạt giống, sát thủ bình thường có thể sánh bằng hay sao? Hắn triển khai chiến thần cửu thức, oanh, chiến lực khủng bố tấn công Lăng Hàn. Đây chính là thánh thuật, uy lực vô cùng to lớn. Đáng tiếc là, Lăng Hàn nắm giữ không ít đế thuật, dám khoe khoang tiên thuật trước mặt hắn. Đồ thần thuật, hai tay Lăng Hàn vươn ra ngăn cản công kích của đối phương. Bành, hắn hiện tại vô cùng cường đại, lực lượng nguyên thủy đã cao tới nhị thập trọng thiên, chỉ một kích đã đánh tên hạt giống bay ra ngoài, toàn thân đối phương chảy máu tươi, có ít nhất vài mạch máu vỡ tan. Tại sao ngươi biết quỷ ảnh bộ? Tên hạt giống hoảng sợ nói ra, đây là chuyện hắn nghĩ mãi mà không rõ. Ta còn biết chiến thần cửu thức, người muốn thử hay không? Lăng Hàn cười nói, hạt giống càng khiếp sợ, thế nhân chỉ biết chiến thần tam thức, có thể nói ra chiến thần cửu thức. Nhất định là cao tầng chiến thần cung, hơn nữa là hạt giống bỏ qua huyết tháp. Nhưng một mục tiêu ám sát làm sao có thể là cao tầng hay hạt giống của chiến thần cung. Ha ha, ta mới đi hon nửa năm đã không nhớ ta. Lăng Hàn vỗ vỗ vai đối phương, tâm niệm vừa động, hắn hóa thành gương mặt của Đinh Nhất. Ngươi, 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 lần này hạt giống chố mắt nhìn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, có ai nghĩ tới, mục tiêu chiến thần cung thể phải tiêu diệt lại ẩn vào trong chiến thần cung, còn biến thành một tên hạt giống. Khó trách đinh nhất phản bội chạy trốn, thì ra hắn chính là Lăng Hàn, làm sao có thể không chạy. chương 4525, sinh đan hậu kỳ. Lăng Hàn cười cười, sau khi biết rõ chân tướng, người có cảm khái hay không? Tên hạt giống im lặng, hắn bây giờ hối hận và khó hiểu, chỉ là một sinh đan cảnh, tại sao có thể giấu giếm tai mắt của cường giả chiến thần cung. Ngươi rất thích hợp làm sát thủ, năng lực ngụy trang như vậy là vô địch. Lúc trước các ngươi ức hiếp ta, hiện tại ta tiến ngươi lên đường. Lang Hàn nói ra, tha mạng, tên hạt giống kêu lớn. Dù thế nào chúng ta cũng là đồng môn. Lăng Hàn sướng sờ, sau đó bật cười. Ra mặt của ngươi thật dày, ta thấy ngươi đã chọn sai nghề rồi, không nên làm sát thủ, ngươi nên đi buôn bán. Âm, hắn dùng một quyền đánh nát đầu tên sát thủ chiến thần cung. Hắn còn muốn tiêu diệt toàn bộ chiến thần cung nhưng thực lực của hắn hiện tại quá yếu hắn không thể làm thế thu hồi thi thể kia lăng hàn tiếp tục tham ngộ qua gần nửa ngày sau cuối cùng một tên sát thủ sinh đan cảnh cũng mò tới nơi này hắn cũng bỏ mạng trong tay lăng hàn sau khi lăng hàn tiện tay tiêu diệt hắn lại bắt đầu tìm hiểu một ngày hai ngày ba ngày thời gian trôi qua nhanh chóng làm cho lăng hàn kinh ngạc là tên sát thủ chân ngã cảnh chậm chạp không xuất hiện tìm được cơ duyên hay hắn chết rồi lăng hàn cũng không để ý hắn không ngừng lắng động, hắn đã tu hành sinh đan trung kỳ đến mức hoàn mỹ. Có thể đột phá, sinh đan hậu kỳ cần khắc hoa văn đại đạo lên tiên đan, khắc hoa văn càng nhiều, phẩm giai tiên đan càng cao, chiến lược của võ giả càng mạnh. Vấn đề là, sinh đan cảnh không thể trực tiếp tìm hiểu thiên địa đạo tắc, dựa vào cái gì khắc hoa văn đại đạo. Đơn giản, năng lượng tầng thứ cao. Đối với việc vận dụng năng lượng tầng thứ cao, nó tự vốn thuộc về thiên địa đạo tắc, võ giả dưới chân ngã cảnh chỉ biết cách vận dụng nhưng không hiểu huyền diệu trong đó giống như người bình thường cũng có thể dùng súng nhưng hoàn toàn không cần hiểu nguyên lý cấu tạo của súng. Hỗn độn tiên đan vốn dùng năng lượng hủy diệt kết cấu làm hạch tâm tạo thành, cho nên, muốn khắc hoa văn đầu tiên vô cùng đơn giản, chỉ cần dẫn động tiên đan thì kết cấu hoa văn sẽ hiện ra. Nhưng quá trình này không thể làm một lần là xong, hắn tốn thời gian 3 ngày mới khắc ra đường văn phức tạp trên hỗn độn tiên đan. Năng lượng hủy diệt làm hạch tâm, sau khi khắc hoa văn lên tiên đan, có thể nói thiên địa đạo tắc đang biến thành thực thể. Hỗn độn tiên đan rung động mạnh, có rất nhiều bí lực sôi trào, hiển nhiên chiến lực của hắn gia tăng rất lớn. Lăng Hàn tươi cười, hắn đã bước vào sinh đan hậu kỳ, lực lượng sẽ tăng lên rất mạnh. Hắn tùy ý đánh ra một quyền, lực lượng khủng bố sôi trào. Quả nhiên, nhị thập ngũ trọng thiên, Lăng Hàn cười ha ha, tuy hắn vừa bước vào sinh đan hậu kỳ nhưng lực lượng nguyên thủy đã vượt qua như sinh đan đệ nhất nhân Tây Thiên vực như dịch viện dung. Đương nhiên, có chút thánh nữ, đạo tử của thánh địa thâm tàng bất lộ, rõ ràng chiến lược càng mạnh hơn nhưng không có bài danh trên tinh võng. Hắn không quay trở về, hắn tiếp tục khắc hoa văn thiên địa. Trên lý luận mà nói, trong thiên địa có vô số năng lượng tầng thứ cao, chẳng phải người nào cũng dễ dàng tu hành tới sinh đan hậu kỳ hay sao. Bởi vì thiên đan lớn nhỏ tạo thành hạn chế, người muốn vẽ nhiều hoa văn cũng phải xem thiên đan lớn thế nào. Bình thường mà nói, trên thiên đan có thể vẽ chín hoa văn, cho nên sẽ có phân chia kim đan, ngân đan và đồng đan, mỗi cấp bậc sẽ có tiên đan lớn nhỏ khác nhau rõ ràng. Cho nên, kim đan là 9 vân, ngân đan là 6 vân, đồng đan là 3 vân. Trên lý luận, đồng đan 3 vân chỉ có thể đột phá chân ngã cảnh, nhưng những người lúc trước tu ra thanh đồng tiên cơ chỉ có thể bước vào sinh đan cảnh. Hơn nữa đó là những kẻ rất may mắn, cho nên, đồng đan 3 vân rất ít. Ngân đan 6 vân mới là tiên đan nhiều nhất, thiên tài sẽ tu ra kim đan 9 vân, hơn nữa các yêu nghiệt sẽ tu thành lưu ly li đan 3 màu, 6 màu, 9 màu. Lăng Hàn chính là hỗn độn tiên đan, cho nên tiên đan của hắn vượt qua lưu ly li đan chín màu, nhưng cụ thể có thể đạt tới bao nhiêu vân thì hắn không rõ. Mặc kệ thế nào, thả ít không ẩu, Lăng Hàn bắt đầu lựa chọn thiên địa đạo vân thứ hai, nó khẳng định là thiên đạo hỏa, tương lai thứ này sẽ tiến hóa năng lượng hỏa cao cấp nhất, hoàn toàn có tư cách cắm rùi trên tiên đan. Thời điểm bắt đầu vẽ đường vân, hắn lại kinh ngạc phát hiện, mặc dù đồ án năng lượng hủy diệt chiếm một khối nhỏ nhưng năng lượng hủy diệt cực kỳ bá đạo, nó cướp đi một khoảng trống lớn còn lại, hắn không thể vẽ hoa văn lên dựa vào người chiếm hầm cầu nhưng không vệ sinh lang hàn thử nhiều lần hắn không thể làm gì hắn hiểu ra bởi vì năng lượng hủy diệt hiện tại còn chưa hoàn chỉnh nếu ở trạng thái nguyên vẹn đồ văn nó tạo thành sẽ lớn như thế nếu là như thế hắn có thể vẽ bao nhiêu hoa văn nếu như năng lượng hủy diệt châu bò như thế đừng nói là chín hắn nhiều nhất chỉ có 7 hoa văn mà thôi ách cũng được dù sao chỉ cần đạo vân đủ cao cấp số lượng là thứ yếu Lăng Hàn tự an ủi mình, hắn bắt đầu rút Thiên Địa Đạo Tắc của Thiên Đạo trong lửa, bởi vì đã từng có một lần kinh nghiệm, hiện tại hắn quen việc dễ làm, hơn nữa Thiên Đạo Hỏa còn đơn giản hơn năng lượng hủy diệt quá nhiều. Chỉ tốn thời gian 2 ngày, hắn đã khắc ra đồ án vô cùng phức tạp và khắc trên Hỗn Độn Tiên Đan. Hai vân, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, hắn có thể rút Hỗn Độn Thần Lôi biến thành đạo vân hay không? Nói thật, nếu vận dụng Hỗn Độn Thần Lôi và huyến cảnh Hắc Mang với nhau, tuy uy lực cực kỳ to lớn nhưng lại phi thường lãng phí nếu như có thể tách ra chúng sẽ hóa thành hai môn thần thông vận dụng càng linh hoạt hơn trước nhưng làm như vậy sẽ có nguy hiểm bởi vì một khi tách hai đạo thần mang ra nếu hắn không thể phân tích bổn nguyên như vậy hai đạo thần mang sẽ chết và biến mất lang hàn do dự một lúc hắn lập tức quyết định tiếp tục chỉ có hóa thành lý giải của mình mới là của mình hắn bắt đầu hóa giải hỗn độn thần lôi hắn rút bổn nguyên trong lôi đình kinh khủng kia bởi vì đã sớm bị hắn luyện hóa cho nên dù thần lui có khủng bố cũng dịu dàng ngoan ngoãn không có tiến hành phản kháng lang hàn cẩn thận phân tích thần lôi năm ngày sau hắn đã tiếp cận thành công trên trán lang hàn đầy mồ hôi tinh thần của hắn tập trung cao độ không dám có sai lầm bằng không hai môn thần thông sẽ biến mất nhanh 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 thành lang hàn tươi cười sau khi hắn tách hỗn độn thần lôi ra thần lôi một phân thành hai hóa thành hai đổ vân rất phức tạp một là hỗn độn thần lôi, một là huyến cảnh hắc mang, chúng vốn không phải là một nhà, bởi vì thập đỉnh hợp nhất mới bị áp chế dung hợp với nhau. Trường 4526, cút ra đây nhận lấy cái chết. Kế tiếp đơn giản hơn nhiều, lăng hàn khắc hai hoa văn lên hỗn độn tiên đan, hai môn thần thông này triệt để biến thành tiên thuật của hắn. Hắn so sánh một chút, hắn có năng lượng hủy diệt là châu bò nhất, chiếm cứ địa bàn lớn nhất, sau đó là hỗn độn thần lôi và thiên đạo hỏa, tuy đồ án hỗn độn thần lôi đã phủ kín địa bàn của nó, Thiên đạo hỏa cũng giống như năng lượng hủy diệt, bản thân đồ án cũng không lớn nhưng chiếm cứ diện tích không nhỏ. Hiển nhiên, đây là nó lưu lại cho mình, cho dù là năng lượng hủy diệt hay thiên đạo hỏa, chúng đều không trọn vẹn, còn chưa đạt tới độ cao xứng đáng của nó, cho nên chúng chiếm diện tích lớn nhưng đồ vân bản thân lại rất nhỏ. Bản thân Hỗn Độn Thần Lôi chiếm diện tích rất lớn, nói cách khác, nó đã không có không gian tăng lên. Hỗn Độn Thần Lôi lại mạnh không thể tưởng tượng nổi, có thể tăng lên năm trọng thiên chiến lực cho lang Hàn. Huyễn cảnh hắc mang rất thật sự, chiếm diện tích phương cũng lớn như bản thân nó, nó lại chiếm đồ án nhỏ nhất trong bốn độ án, nói cách khác, tiềm lực của nó nhỏ nhất, đã không có không gian tăng lên. Dù là như thế, Lăng Hàn tính toán một chút, cho dù nó chiếm diện tích nhỏ nhất nhưng lại khác lên 12 đồ vân trên tiên đan của Lăng Hàn. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật huyễn cảnh hắc mang cũng phi thường châu bò, nó chỉ yếu hơn ba quái vật kia mà thôi. Lăng Hàn đứng dậy, hắn vươn tay ra, một đạo lôi đình xuất hiện và bắt đầu khởi động mảnh vỡ ký hiệu khủng bố. Hỗn độn thần lôi, sau khi đánh ra một kích, Lăng Hàn xuất kích liên tục, hỗn độn thần lôi đánh ra không ngừng, đồ vân trên hỗn độn tiên đan lại tối đi một ít. Sau khi đánh ra 12 thần lôi, đồ vân tựu đã không tỏa sáng, Lăng Hàn cũng không có biện pháp đánh ra hỗn độn thần lôi thứ 13. Hắn tươi cười, số lần vận dụng hỗn độn thần lôi của hắn đã tăng nhiều, như vậy sức bật của hắn sẽ càng lớn. Hiện tại ta chỉ có bốn đồ vân, từ không gian còn thừa trên tiên đan, ta đã đi được một nửa của sinh đan hậu kỳ. Được tiên đan gia trì, chiến lực của ta đạt tới 27 đến 28 trọng thiên. Tốt, ánh mắt lăng hàn lóe sáng, hắn đã có thể quét ngang kẻ như thích vĩnh minh, hắn có gặp đế tử đế nữ chân chính đi nữa, hắn cũng có thể đánh ngang tay. Hiện tại, ta phải tìm bổn nguyên năng lượng tầng thứ cao nhất, ít nhất cũng phải là cấp bậc thiên đạo hỏa. Nên trở về thôi, lăng hàn quay trở về, hắn cảm thấy khó hiểu khi tên sát thủ chân ngã cảnh còn chưa ra tay, chẳng lẽ hắn đã chết ở chỗ này. Phi thường có khả năng, nơi này quỷ dị lại nguy hiểm, chân ngã cảnh có chết cũng không kỳ quái. Sau mấy tiếng đồng hồ, Lăng Hàn trở lại bờ biển, hắn nhìn thấy có rất nhiều người đã đến, thử dùng các loại biện pháp vượt biển, tất cả đều vô dụng, ngược lại có mấy người bị lực lượng ăn mòn giết chết. Ô, Lăng Hàn, người trở lại, chỉ đáo gọi hắn lại, đừng nhìn hắn bình thường ít nói, đó là bởi vì hắn không quen với ngươi, một khi đã quen thì hắn sẽ nói rất nhiều lang hàn cười cười trì huynh lát nữa ta sẽ nói chuyện với ngươi sao hắn hít sâu một hơi và quát lớn thích vĩnh minh cút ra đây nhận lấy cái chết sau khi hắn giống to nơi này hoàn toàn yên tĩnh tình huống như thế nào có kẻ dám đứng ra khiêu khích phật tử thích vĩnh minh đang nhắm mắt dưỡng thần sau khi nghe xong thì cười lạnh hắn đứng lên và thản nhiên nói lang hàn người đang nói chuyện hoang đường viển vông sao ha ha chỉ là dân đen cũng dám mạnh miệng như vậy. liễu giật minh cười lạnh, lang hàn nhèn miệng cười. các ngươi cùng lên đi, ta sẽ đánh tất cả các ngươi. hắn vừa dứt lời, mọi người cười to. lang hàn rất mạnh, hắn từng là chú đỉnh đệ nhất nhân, cho dù là thuộc hạ của đế tử cũng bị hắn đánh bại. hiện tại mọi người đều là sinh đan cảnh, trừ khi ngươi đạt tới sinh đan viên mãn, nếu không dựa vào cái gì khiêu chiến đế tử. phật tử chính là đế tử, lang hàn, người thật ngông cuồng ngươi cũng chỉ có thể hung hăng càn quấy tại bắc thiên vực mà thôi bởi vì người nơi đó quá yếu chạy đến tây thiên vực của chúng ta thì phải biết điều một chút mọi người liên tục châm chọc bọn họ không có hảo cảm với lăng hàn bởi vì thành kiến địa vực đã hình thành kỳ thị lẫn nhau rất nghiêm trọng thích vĩnh minh đứng ra nói mặc dù ngươi nắm giữ bí thuật phòng ngự siêu cấp nhưng nói đến chiến lực, ta một tay có thể chấn áp ngươi lăng hàn lao tới hắn đánh ra một quyền ầm um, thích vĩnh minh vùng trưởng tấn công nhưng bàn tay của hắn vừa va chạm với nắm đấm, hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Khá tốt, lực lượng nguyên thủy của hắn đã tới nhị thập bát trọng thiên, thậm chí còn mạnh hơn lăng hàn một chút, hắn chỉ ăn thua thiệt khi không dùng bí thuật, cho nên chiến lực của hắn mới không bằng lăng hàn và bị đánh bay ra ngoài. Hắn ổn định thân thể và đứng giữa hư không, sau một kích này, toàn trường lặng ngắt như tờ, có ai nghĩ một đấm của lăng hàn bá đạo như vậy? Đôi mắt chỉ mộng hàm sáng lên, nàng rất xem trọng lăng hàn, dù sao Lăng Hàn là người có tư chất tám sao duy nhất nàng gặp được, chỉ cần cảnh giới ngang nhau, hắn tất nhiên sẽ mạnh đến mức khó tưởng tượng nổi. Gia hỏa này đã đột phá sinh đan hậu kỳ, chỉ đáo nói ra, a à, đúng là quái vật, vừa mới đột phá sinh đan hậu kỳ, chiến lực đã mạnh tới mức này. Sắc mặt thích vĩnh minh thay đổi, vừa rồi hắn còn nói ngoa, nói một tay có thể trấn áp Lăng Hàn, kết quả thì sao? Người ta suốt một quyền đánh hắn bay đi, trận chiến lúc trước cách đây 10 ngày, vì sao thực lực lang hàn lại tăng lên mạnh như thế sinh đan hậu kỳ hắn vận dụng một môn thần thông phật tộc cuối cùng hắn phát hiện lang hàn đã đột phá trời ạ à, chỉ mới vào sinh đan hậu kỳ tại sao chiến lực có thể mạnh như vậy người còn là người hay sao lang hàn mỉm cười tư vị một quyền vừa rồi như thế nào nghe nghe lời châm chọc như thế sắc mặt thích vĩnh minh lúc đỏ lúc trắng hắn thẹn quá hóa giận và hét lớn một tiếng sau đầu hắn xuất hiện phật quang hắn hóa thành kim thân la hán và tấn công lang hàn Lăng Hàn không sợ, hắn nghênh tiếp chính diện và trọi cứng với đối phương. Bành, 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 sau khi đánh hơn 10 chiêu, Lăng Hàn không lùi một bước, cũng không lâm vào hạ phong. Việc này càng làm thích vĩnh minh không dám tin vào mắt mình, trước kia hắn từng giao thủ với Lăng Hàn, biết rõ đối phương yêu nghiệt, có thể lực lượng nguyên thủy không vượt qua nhị thập trọng thiên, hiện tại thì sao? Nhị thập thất trọng thiên, tiếp cận nhị thập bát trọng thiên, gần như không thua kém gì hắn chỉ tiến thêm một tiểu cảnh giới nhưng lực lượng lại tăng lên nhiều như thế. Lăng Hàn cười ha ha, nói, đến, ăn một quyền của ta, hắn lại vung quyền tấn công, nhưng thời điểm nắm đấm đánh tới lại có lôi đình sôi trào. Hỗn độn thần lôi, đối mặt với một kích này, ầm, thân thể thích vĩnh minh bị đánh bay ra ngoài, hắn không cách nào chống cự. Trường 4527, hành hạ, thích vĩnh minh bị đánh bay ra ngoài, ầm, hắn rơi mạnh xuống mặt đất. a à, mọi người thấy thế đều hít khí lạnh. Bởi vì không những thích vĩnh minh bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa trên bụng còn có một vết thương đang bốc khói, mơ hồ có thể thấy lôi điện vần quanh. Phải biết rằng, trong trạng thái kim thân la hán, chiến lực, phòng ngự của thích vĩnh minh, nhất là phòng ngự sẽ tăng lên rất lớn, hiện tại bị một kích của lăng hàn đánh bị thương, lực công kích của lăng hàn mạnh cỡ nào. Một kích này chẳng khác gì long trời lở đất, chỉ mộng hàm cũng kinh ngạc, nàng chính là đế nữ, chiến lực của nàng còn trên cả cái gọi là Phật tử như thích vĩnh minh, nàng có thể đánh thích vĩnh minh bị thương, nhưng tu vi của nàng là gì? Sinh đan viên mãn, lang hàn thì sao? Đây là tư chất tám sao? Thật sự quá lợi hại. Sắc mặt đám người liễu giật minh, liễu khai tể và hai người của vạn lôi đế tộc đều khó nhìn. Quá mạnh mẽ, tại sao lại có kẻ biến thái như vậy? Lăng Hàn bộc phát sát khí, thích vĩnh minh không chỉ chèn ép hắn, hơn nữa ra hỏa này còn muốn giết hắn. Ta mặc kệ ngươi là Phật tử hay đế tử, giết. Ngay cả thế lực như Chiến Thần cung như còn không thể giết hắn, thêm một Phật tộc cũng không sao cả. Thích Vĩnh Minh bò dậy, vết thương trên bụng dưới đang chảy máu tươi, là máu màu vàng giống như máu của thần linh. Hắn không thể dám tin Lăng Hàn có thể làm hắn bị thương. Trước kia hắn có thể dễ dàng hành hạ Lăng Hàn, đối phương chỉ ỷ vào bí pháp kỳ quái giảm bớt ba trọng thiên chiến lực, còn có phòng ngự châu bò mới có thể áp chế thắng, Lăng Hàn lại không thể đánh hắn thắng. Biến hóa quá nhanh và đột ngột, Thích Vĩnh Minh không dám tin vào mắt mình làm sao có thể, làm sao có thể, hai tay của hắn nắm chặt, trong mắt bắn ra tia lửa. Tiễn ngươi lên đường, lang hàn giết đến, thần sắc lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm nào. Vọng tưởng, thích vĩnh minh cắn răng một cái, hắn đã hạ quyết tâm, mi tâm hắn vỡ ra, ngay sau đó có hào quang bắn tới, lang hàn kiêng kỵ nên dừng lại. a, à, thích vĩnh minh hét lớn một tiếng, thứ bay ra khỏi mi tâm của hắn chính là hàng ma sử. Hàng ma sử tỏa sáng, phía trên còn có pháp ấn, nhìn hàng ma sử vô cùng trang nghiêm thần thánh. Ô, tại sao hàng ma sử lại có áp lực đáng sợ như vậy? Hình như là cấp bậc chân ngã cảnh, không, là trí bảo cấp bậc hóa linh cảnh. Ta hiểu rồi, đây cũng không phải là thật thể, mà là linh thể. Tại sao lại thế, không đến hóa linh cảnh, làm sao có thể tu ra linh thể? Nhất định là thủ đoạn của Phật tộc, tất cả mọi người nghị luận với nhau, bọn họ vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn họ được mở rộng tầm mắt khi thấy thủ đoạn này. Liễu giật Minh cũng gật đầu. Phật tộc chú ý phương diện linh hồn nhất, rõ ràng có thể cắm linh thổ vào thức hải của sinh đan cảnh, thủ đoạn này thật sự kinh người. Ha ha, linh thể vừa ra, Lăng Hàn không chịu nổi. Liễu Khai Tể cười nói, "Lăng Hàn, thích Vĩnh Minh giống to, trong mắt bắn ra kim quang sáng ngời, hắn vô cùng tức giận, bởi vì hắn sớm dùng tới linh vật, thứ này cần đạt tới hóa linh cảnh mới có thể động dụng, hiện tại hắn lấy ra, linh thể sẽ bị tổn thương to lớn." Nhưng hắn không muốn thua, càng không muốn chết cho nên hắn phải dùng tới át chủ bài. Linh thể vừa ra, có sinh đan cảnh nào dám tranh phong. Ngươi phải trả giá vì những gì ngươi làm. Hắn cắn răng nói ra, mặc kệ sân giới nộ trong giới luật của Phật tộc, hắn muốn giết người. Lăng Hàn mỉm cười, huyễn cảnh hắc mang tấn công trong vô hình. Sau khi tách nó ra, huyễn cảnh hắc mang mới có thể chính thức phát huy ra uy lực của mình, bằng không uy lực của nó giảm xuống rất nhiều, như vậy sẽ mai một môn thần thông này. Nếu như thích vĩnh minh cảm xúc tỉnh táo, hắn là thiên kiêu của phật tộc nên có thể phòng bị nhưng hiện tại hắn tức giận không khống chế nổi cảm xúc của mình hắn lập tức trúng chiêu và lâm vào ảo cảnh tất cả mọi người đang chờ đợi thích vĩnh minh bộc phát dù sao đã vận dụng tới linh thể kế tiếp khẳng định phải đại sát tứ phương triệt để chấn áp lăng hàn tại sao không có động tính từng ánh mắt nhìn lên người thích vĩnh minh ra hỏa này xảy ra chuyện gì trúng gió ngu ngốc bởi vì lăng hàn không có động tác ra tay cho nên không có kẻ nào cho rằng thích vĩnh minh ngẩn người hiện tại có liên quan tới Lăng Hàn, cho nên mọi người mờ mịt không hiểu. Chuyện này quá quỷ dị, Lăng Hàn không có ý tới gần thích vĩnh minh, gia hỏa này có linh thể trong tay, lực công kích vượt xa sinh đan cảnh, cho nên cứ mặc hắn đứng đó đã, trợ uy lực linh thể biến mất rồi nói sau. Lăng Hàn dùng đồng thuật thấy rõ ràng, sau khi vận dụng hàng ma sử, năng lượng của thứ này không ngừng trôi qua, cho nên chỉ cần thời gian trôi qua, thứ kia sẽ biến thành phế phẩm kế tiếp là hai người các ngươi, Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào Liễu Khai Tể và Liễu Giật Minh. Hai người Liễu ra sợ hãi, bởi vì trạng thái thích vĩnh minh hiện tại quá khó hiểu. Nếu nói không có quan hệ với Lăng Hàn, như vậy cũng quá khéo, nếu là ám chiêu của Lăng Hàn, vậy thì càng kinh khủng, không cần ra tay vẫn làm người ta trúng chiêu, bọn họ làm sao đề phòng. Dân đen, người quá kiêu ngạo, Liễu Giật Minh ngoài mạnh trong yếu nói, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, suýt nữa quên. Người còn nợ ta tiền đặt cược, Nghe hắn nói tới lời này, gương mặt liễu giật minh đỏ bừng, hắn liếc mắt nhìn sang liễu khai tể, đối phương gật đầu với hắn, hai người lập tức liên thủ giết tới. Lăng Hàn lắc đầu, liên thủ có thể đối kháng với hắn. Nghĩ vậy là quá ngây thơ, hắn vận dụng hỗn độn tiên đan, chiến lực của hai người giảm xuống ba trọng thiên. Từ đó lực lượng nguyên thủy đều không bằng Lăng Hàn, bọn họ dựa vào cái gì đấu với hắn. Lăng Hàn lao ra, hắn vung hai đấm đánh hai người liễu khai tể quân ngũ cởi giáp. Chiến lực chênh lệch quá lớn, căn bản không phải cùng cấp bậc. Mặc kệ hai người liễu khai tể làm như thế nào, tất cả đều vô dụng, bọn họ bị lang hàn chấn áp thật nhanh. Đến, ngươi nên hoàn thành đánh cược trước đã, sau đó chúng ta tính toán sổ sách khác. Lang Hàn áp chế Liễu Giật Minh và Liễu Khai Tể quỳ trên mặt đất. Vì cái gì ta bắt ta quỳ, Liễu Khai Tể không phục nói. Ách, lang Hàn nói, chỉ là thuận tay, nếu đã quỳ thì cùng quỳ đi. Cùng con em ngươi, không nên tùy tiện như vậy. Liễu Khai Tể vừa giận vừa thẹn, hắn quỳ xuống trước mặt mọi người, tự nhiên mất hết mặt mũi, sau này hắn còn mặt mũi đâu gặp người. Hắn lại không có biện pháp nào, bởi vì hắn không đánh lại Lăng Hàn, từ đó bị đè đánh. Lăng Hàn cười cười, các ngươi không tự tát tai cũng không sao, dù sao ta không vội, các ngươi có thể quỳ như thế. Ngoá, Liễu Khai Tể nhìn sang Liễu Giật Minh, Liễu Giật Minh cũng nhìn hắn, hai người quyết định tạm thời nhận thua, bởi vì quỳ càng dài sỉ nhục càng sâu. Chương 4528, giết Phật tử. Liễu Khai Tể và Liễu Giật Minh đều tự vả vào miệng của mình, tuy nhiên đây là việc rất sỉ nhục, nhưng còn tốt hơn so với việc quỳ lâu dài. Cùng lúc đó Thích Vĩnh Minh đang đứng tại chỗ đột nhiên di chuyển, hắn vùng vẩy hàng ma sử trong tay oanh kích khắp nơi, căn bản không quan tâm tới chung quanh, đám người kinh hãi và giạt ra. Sinh đàn cảnh tay cầm linh thể, ai dám ngăn cản. Gia hỏa này nổi điên làm gì, Thích Vĩnh Minh như gặp đại địch sinh tử, hắn vùng hàng ma sử, mỗi một kích đều sử dụng toàn lực ứng phó, vẻ mặt đầy dữ tợt, một lúc là đắc ý, một lúc là khẩn trương, vẻ mặt của hắn muôn màu muôn vẻ. Lăng Hàn cảm khái, huyễn cảnh hắc mang thật sự kinh người. Đừng nhìn cấp độ của nó kém năng lượng hủy diệt hay hỗn độn thần lôi, thiên đạo hỏa, nhưng tính thực dụng của nó không kém, Lăng Hàn không hối hận khi khắc nó lên tiên đan, biến thành nó thành tiên thuật chân chính. Người khác cũng không biết thích vĩnh minh rơi vào ảo cảnh, chỉ cho rằng đầu óc của hắn không bình thường, bọn họ liên tục lui lại tránh tổn thương, thậm chí chết trong tay một tên điên, chết như vậy quá hoan uổng, Thích Vĩnh Minh vùng vẩy một lúc, hàng ma sử tối tăm và không còn uy lực gì nữa. Lúc này, đột nhiên vẻ mặt Thích Vĩnh Minh thay đổi, hắn khôi phục như cũ. Dù sao hắn cũng là đệ tử Phật tộc, chuyên tu linh hồn, từ đó hắn dễ dàng thoát khỏi ảo cảnh hơn người khác, hiện tại tỉnh táo lại thì năng lượng của hàng ma sử đã hao hết. Không, hắn gào thét không cam lòng. Hàng ma sử này chính là một la hán Phật tộc Tây Thiên vực cắm vào cơ thể của hắn, bảo hắn ân cần săn sóc, chờ hắn đột phá lên hóa linh cảnh sẽ biến thành một kiện đại sát khí. Nhưng bây giờ bị hắn sử dụng sớm, chẳng những không phát ra hiệu quả khắc chế kẻ địch, ngược lại còn hao hết năng lượng, từ đó ý nghĩa tất cả cố gắng của hắn đều tan thành mây khói. Đáng giận, đáng hận, lăng hàn, nếu tiểu tăng không siêu độ ngươi, ta thể không làm người. Hắn cắn răng nói ra, lăng hàn chỉ cười cười, người giống như ta, địa ngục dám thu hay sao, thích vĩnh minh, ngươi nên đi xuống địa ngục siêu độ vong hồn đi, đi theo bước chân của Phật tổ. Hắn lao tới, lúc này linh thể của Thích Vĩnh Minh đã hao hết năng lượng, hắn sợ cái gì? Oanh, Thích Vĩnh Minh chống đỡ, lần trước hắn lâm vào ảo cảnh nên vận dụng đại chiêu một lần, hắn hiện tại có thể đánh lại Lăng Hàn hay không? Chỉ qua ba chiêu, hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị Lăng Hàn áp chế cực thảm. Hơn nữa Lăng Hàn không có sử dụng hỗn độn tiên đan, nếu không hắn đã sớm không gánh nổi một chiêu. Ngay cả như vậy, sau khi đón đỡ hơn 10 chiêu, hắn lâm vào nguy hiểm, hắn bị đánh trúng liên tục lăng hàn người dám giết ta thích vĩnh minh không thể tin nổi hắn là phật tử tây thiên vực địa vị cao thượng cỡ nào người không sợ phật tộc tức giận diệt cả nhà ngươi hay sao giết thì như thế nào lăng hàn lạnh lùng nói ra hắn ra tay nặng nề và không lưu thủ chút nào tất cả mọi người hít khí lạnh hoàn toàn không thể tin vào mắt mình lăng hàn quá cuồng hắn dám giết người đế tộc liễu giật minh và liễu khai tể lúc đầu còn tức giận hiện tại hận ý với lăng hàn giảm đi rất nhiều ngươi xem hắn dám giết phật tử nhưng chỉ bắt hai người bọn họ quỳ xuống đất tự tát ba cái bọn họ tính là cái gì nghĩ lại đột nhiên chì mộng hàm mở miệng nàng dùng thần thức truyền âm nói với lăng hàn lăng hàn biết rõ đây là chì mộng hàm cố ý nhắc nhở hắn tránh hắn ngông cuồng và bị thù hận che kín hai mắt từ đó làm ra cử động quá khích đây không phải là hành vi quá khích của hắn mà là hành vi sau khi suy nghĩ ầm um, hắn đánh một quyền thích vĩnh minh bị hắn đuổi giết năng lượng hủy diệt tập kích thích vĩnh minh không có cơ hội thiêu đốt tiên đan kéo dài tính mạng. Toàn trường yên tĩnh, chết một Phật tử, đây là tồn tại tương đương với đế tử, chẳng khác gì chọc thủng trời. Kế tiếp, Phật tộc sẽ nổi giận ngập trời. Lăng Hàn lại không quan tâm, Phật tộc chính thức đang ở tam thập tam thiên, tuy Phật tộc có phân bộ tại Đông Tây Nam Bắc bốn thiên vực, bọn họ đều có Phật tử nhưng đều là ngụy Phật tử. Bởi vì so với đế nữ như trì mộng hàm, thực lực thích vĩnh minh kém hơn quá nhiều. Cho nên nói, Phật tử bốn đại thiên vực đều là ngụy Phật tử, Phật tử chính thức đang ở tam thập tam thiên. Đương nhiên, giết thích vĩnh minh nhất định sẽ chọc giận Phật tộc, nhưng có lẽ cũng chỉ là Phật tộc Tây thiên vực, bọn họ cao lắm chỉ có thể xem như thánh địa, có gì phải sợ. Mọi người nhìn lăng hàn, tất cả cảm khái không thôi. Khó lường, đúng là khó lường, yêu nghiệt bắc thiên vực này có thể sống sót, sau này hắn tất thành thánh nhân, hơn nữa còn là thánh nhân vô cùng cường thế, ngay cả đế tộc cũng không dám chọc hắn. Nhưng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ không nói phật tộc chiến thần cung cũng đã ra tất sát lệnh với hắn tiểu tử này có thể sống tới ngày thành thánh nhân hay sao soát đúng lúc này một đạo kiếm quang chém tới kiếm quang chém từ sau lưng lăng hàn một kích này vừa nhanh vừa chuẩn phốc một kiếm chém xuống lăng hàn bị chém thành hai nửa ha 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 kẻ đánh lén cũng hiện thân nhưng đó là nam tử trung niên tướng mạo xấu xí trên người hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ hắn chính là sát thủ chân ngã cảnh của chiến thần cung Trước kia hắn đi tìm kiếm huyết văn đạo thạch, sau khi chạy tới nơi này hắn ngoài ý muốn phát hiện ra lăng hàn. Một kích đắc thủ, hắn cười to, cuối cùng cũng tiêu diệt mục tiêu tất sát của chiến thần cung, lần này hắn lập một đại công, sau khi trở về sẽ được khen ngợi. Nhưng trên thực tế, lăng hàn đang đứng cách đó ba trượng, hắn chẳng bị gì cả. Tên sát thủ đã lâm vào ảo cảnh, khoe khoang quỷ ảnh bộ trước mặt lăng hàn, nói đùa, hắn đã sớm nắm giữ quỷ ảnh bộ, hắn còn có đồng thuật, muốn vô thanh vô tức tới cận hắn và đánh lén đây là việc khó hơn lên trời nhưng lang hàn dứt khoát lợi dụng điểm này hắn lặng lẽ vận dụng huyễn cảnh hắc mang làm cho đối phương lâm vào ảo cảnh do mình tạo ra nhìn tên sát thủ cười ngây ngô tất cả mọi người trợn mắt đây là chân ngã cảnh hắn che giấu tu vi lén lúc tiến vào nơi này thật sự đáng xấu hổ nhìn dáng vẻ hắn đánh lén hình như là sát thủ chiến thần cung đúng thế lang hàn chính là kẻ bị chiến thần cung tuyên bố phải giết nhưng tên sát thủ cười như kẻ điên chẳng lẽ hắn cho rằng mình thành công chém giết lăng hàn giống như bị điên ồ oh, người không cảm thấy tình huống của hắn giống thích vĩnh minh lúc nãy hay sao nói đến đây mọi người im lặng sau đó bọn họ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lăng hàn chẳng lẽ gia hỏa này có thể vì tiện kéo người ta vào ảo cảnh trời ạ à, gia hỏa này nắm giữ bao nhiêu thần thông a à, sát thủ kia tỉnh táo lại dù sao cũng là chân ngã cảnh ảo cảnh không thể mê hoặc hắn quá lâu Ta muốn giết ngươi." Hắn tức giận nhìn Lăng Hàn, trên mặt nóng rát, hắn cười như kẻ ngu trước mặt mọi người, quá mất mặt. Chương 4529, chỗ dựa. Tên sát thủ chân ngã cảnh hét lớn một tiếng, hắn tấn công Lăng Hàn lần nữa, sau đó hắn chém ra một kiếm mang theo sát khí ngập trời. Mọi người nhìn thấy lại có cảm giác đáng sợ, bởi vì sát thủ kia đang đánh lung tung, hoàn toàn chém vào không khí. "Đúng, hắn lại lâm vào ảo cảnh." Một lúc sau, sát thủ kia lại tỉnh táo lại, hắn sững sờ sau đó gương mặt đỏ bừng như máu lăng hàn ta muốn chém người thành mảnh nhỏ hắn giết đến lần nữa sau đó hắn rất bi kịch khi chém vào không khí lăng hàn chém không khí lăng hàn chém không khí không ít người không nhịn được đã bật cười hình tượng này rất buồn cười nhưng thiên tài tuyệt đỉnh như chỉ mộng hàm không cười bọn họ càng kiêng kỵ thực lực lăng hàn thật sâu đây chính là sát thủ chân ngã cảnh hắn lại bị lăng hàn đùa bỡn trong bàn tay quả thực biến thái Bọn họ không biết Lăng Hàn cũng cảm thấy đáng tiếc, lâm vào ảo cảnh cũng không có nghĩa mất đi ý thức, gặp được công kích vẫn có thể dựa vào bản năng phản kích, cho nên, rõ ràng sát thủ kia đã tiến vào ảo cảnh, cho dù Lăng Hàn phát động công kích cũng chỉ uổng phí khí lực. Cảnh giới võ đạo càng cao, muốn nghịch cảnh giới đánh thắng đối thủ càng khó, vượt qua một tiểu cảnh giới cũng là việc muôn vàn khó khăn, huống chi là vượt qua đại cảnh giới. Người có thể đột phá chân ngã cảnh khẳng định có thiên phú võ đạo rất cao, sát thủ kia có sức chống cự ảo cảnh càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu ảo cảnh đủ vây khốn hắn nửa phút nhưng hiện tại chỉ kéo dài một hai giây là cực hạn lăng hàn hôm nay ngươi không thể không chết sát thủ kia lạnh lùng nói ra hắn đã biết rõ làm thế nào đối phó ảo cảnh không có biện pháp dù sao tranh lệch một đại cảnh giới lăng hàn có thể ảnh hưởng đến hắn cũng không tệ nếu cảnh giới hai người tương đương lăng hàn có thể hơi tạo ra ảo cảnh vây khốn đối thủ tới lúc chết ra lăng hàn nhoẻn miệng cười chỉ sợ ngươi làm không được ngươi là một tiểu tiểu sinh đan ta đã phá ảo cảnh của ngươi, ngươi làm thế nào ngăn ta? Sát thủ kia bước về phía Lăng Hàn, mũi kiếm rủ xuống đất, có sát khí bắn ra ngoài. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi đang nói chuyện hoang đường viển vông. Ha ha, đi chết đi. Sát thủ kia lao lên phía trước, hắn chém ra một kiếm cực mạnh. Ngay sau đó có một bàn tay đánh tới, bành, sát thủ kia bị đánh lún vào mặt đất. Sau đó bàn tay to kia hóa thành năng lượng và biến mất trong thiên địa, chỉ thấy tên sát thủ kia bị đập thành cặn bã. Hí, là cường giả ra tay ông mỗi người đều cảm thấy có áp lực to lớn bao phủ thân thể các thánh nhân tôn giả giáo chủ biến mất đã trở về cửu sơn tôn giả cũng xuất hiện bên người lăng hàn chính hắn là người ra tay chém giết sát thủ chiến thần cung nói đùa hắn đã xem lăng hàn như đệ tử thân truyền ký thác hy vọng thành đế làm sao có thể cho phép người ta ám sát tiền bối có thu hoạch hay không lăng hàn hỏi cửu sơn tôn giả gật đầu hắn tươi cười tự tin thu hoạch không nhỏ lang hàn lấy pháp khí không gian ra hắn nói đây là một chút tâm ý của đệ tử cửu sơn tôn giả bật cười tên đệ tử này tặng đồ cho em m in ha ha cho tới bây giờ chỉ có trưởng bối cho tiểu bối đồ vật hiện tại hắn còn nhận ngược lại hắn cũng không thèm để ý sau khi tiếp nhận pháp khí không gian thần thức của hắn quét qua hắn kinh ngạc không nhỏ đạo thạch hơn nữa là đại đế luyện chế hắn kích động đạt tới cảnh giới như hắn muốn tiến thêm một bước quá khó khăn lúc trước quan sát thiên địa đạo tác trong cung điện đã làm hắn có rất nhiều cảm ngộ hắn có thể rèn sắt khi còn nóng lại dùng đạo thạch đế cấp tìm hiểu hắn có khả năng tiến thêm một bước là rất lớn hắn vừa nghĩ tới điểm này cửu sơn tôn giả giao pháp khí không gian cho lăng hàn nói người tiền đồ vô lượng những đạo thạch này sẽ giúp người trùng kích thánh cấp so sánh với nhau hắn càng coi trọng tiền đồ của lăng hàn lăng hàn cười cười hắn đẩy pháp khí không gian trở về tiền bối người cần nó hơn ta hơn nữa ngài tiến thêm một bước thậm chí trở thành thánh nhân đệ tử sẽ có chỗ dựa vững chắc cửu sơn tôn giả sững sờ hắn thấy vẻ mặt chân thành của lăng hàn thì cười ha ha hắn thu pháp khí không gian nói tốt về sau bản tôn làm chỗ dựa cho ngươi đối với lăng hàn hắn rất ưa thích lăng hàn không đau lòng hắn tràn ngập tin tưởng vào mình tin tưởng không dựa vào bảo vật cũng có thể ngộ ra thiên địa đạo tắc hơn nữa dùng đạo thạch đại đến luyện chế tiến hành tìm hiểu sẽ có ảnh hưởng từ đó tạo thành bất lợi trong con đường thành đế. Vì cái gì đế tộc không có đại đế thứ hai, có nguyên nhân chính là bị đại đế của bồn tộc ảnh hưởng quá sâu, làm sao có thể bước ra con đường của mình. Bên kia, Liễu Khai Tể và Liễu Giật đã cáo trạng, nhưng Toái Tinh Thánh Nhân nghe xong chỉ cảnh cáo hai người một phen, thân là đế tộc, đây là việc vô cùng vinh quang, nhưng chỉ dựa vào ý thế hiếp người sẽ ném mặt mũi đế tộc. Không thể không nói, người có thể thành thánh đều có khí độ to lớn, đương nhiên cũng có thể thánh nhân không có mặt mũi nào tự ra tay giết sinh đan cảnh ít nhất hiện tại toái tinh thánh nhân không làm khó dễ lang hàn các tiểu bối nói tình huống nơi này cho bọn họ biết các thánh nhân cảm thấy hiếu kỳ bọn họ rất cao ngạo thế gian còn có nơi nào có thể vây khốn bọn họ phải biết rằng trên người bọn họ còn có đế binh đấy vì vậy ba thánh nhân mang theo đám tiểu bối bọn họ bay lên không trung và vượt biển thánh nhân đây là tồn tại châu bò tiền bối ngài cũng thử xem Lăng Hàn nói ra, cửu sơn tôn giả lắc đầu, hắn nhìn chầm chầm vào mặt biển, qua một lúc mới nói. Nước biển nơi này đan xen với đạo tắc nên vô cùng kinh người, bản tôn có thể chống cự, nhưng thời gian kéo dài sẽ ăn mòn thân thể của ta. Nói cách khác, tôn giả cậy mạnh vượt biển cũng có khả năng chết giữa đường. Đây là thủ đoạn của đại đế, cho dù đã hóa đạo không biết bao nhiêu năm nhưng có thể làm cho tôn giả kính sợ. Vậy làm sao bây giờ, quay về sao? Đi, đi tới chỗ đống xương cốt xem, đột nhiên cửu sơn tôn giả nói ra trước kia lăng hàn có nhắc tới nơi này với hắn tốt lăng hàn sẽ không phản đối hai người nhanh chóng đi tới núi đầu lâu cửu sơn tôn giả nhìn chung quanh hắn nói với lăng hàn người to gan không có lẽ không nhỏ vậy là tốt rồi cửu sơn tôn giả động thủ hắn hủy đi đầu lâu trồng chất sau đó chất đống đầu lâu lại với nhau không phải chứ lão nhân gia muốn dùng thứ này vượt biển cửu sơn tôn giả nhìn ra suy nghĩ của hắn nói theo như bản tôn suy đoán, có lẽ xương cốt có thể miễn dịch đạo tắc ăn mòn, không ngại thử một lần. chương 4530, thi thể trôi trên biển. Không chỉ cửu sơn tôn giả, các tôn giả khác cũng đi tới, bọn họ dùng đầu lâu làm bè. Có thể trở thành tôn giả, quả nhiên đều có nhãn lực kinh người. Cửu sơn tôn giả mang theo bè xương đi tới bờ biển. Đến đây đi, tiền bối, ngươi nên kiềm chế một chút. Lăng hàn nhe răng, hắn nhìn có phần không đáng tin cậy. Ha ha, chỉ cần bản tôn còn một hơi, cam đoan ngươi không bị thương chút nào. Cửu sơn tôn giả cười nói, hắn nắm lấy lăng hàn, sau đó hắn đánh ra một trường, lực lượng khủng bố sôi trào, bè xương rơi vào trong biển. Bè xương vượt sóng gió với tốc độ nhanh kinh người, tuy biển cả này có sóng to gió lớn, khi bè xương tiến lên sẽ bị sóng lớn tập kích, tất cả tập kích đều bị cửu sơn tôn giả hóa giải. Sau khi đi một lúc, cửu sơn tôn giả đình chỉ thúc thuyền, bởi vì không ngừng hóa giải sóng biển làm hắn cố hết sức. Tuy hắn còn rất nhiều lực lượng nhưng ai biết nơi này có nguy hiểm gì không, đương nhiên không có khả năng dùng hết lực lượng. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, chỉ thấy phía sau có một bè xương tiến lên, phía trên có ba người, một tên tôn giả, hai người khác đều là nam tử trẻ tuổi. Cửu Sơn, người thật to gan lớn mật, dám vào tây thiên vực. Tên tôn giả kia nói ra, trên mặt không buồn không vui, không rõ thái độ như thế nào. Cửu Sơn tôn giả cười nhạt một tiếng, như thế nào, tây thiên vực là hoàng tuyển hay địa ngục, không thể đi sao sau khi ra ngoài, chúng ta đánh một trận, tên tôn giả kia nói ra, tốt, cửu sơn tôn giả bình thản không sợ, hiện tại, liên thủ, đột nhiên tôn giả cười nói, cửu sơn tôn giả nói, một lời đã định, hai tôn giả đều cần nghỉ ngơi một chút, bọn họ quá mạnh mẽ, tùy thời có thể rút năng lượng trong thiên địa, hoàn toàn không cần đợi đến lúc mặt trời mọc. Lang huynh, làm quen một chút, tại hạ ninh dưỡng hạo, đây là tộc đệ của ta, ninh biên. Một người trẻ tuổi chắp tay nói với Lăng Hàn, vẻ mặt rất khiêm tốn. Lăng Hàn cũng ôm quyền, bái kiến hai vị ninh huynh, ninh biên rất cao ngạo, hắn cao mày và nói, nghe người khác nói khoác về ngươi, ngươi cũng chỉ là sinh đan hậu kỳ, thật không biết tại sao lại nói khoác nhiều như thế. Hiển nhiên hắn không có ở bờ biển khi Lăng Hàn đánh bại tể ba người thích vĩnh minh, liễu khai, nếu không hắn tự cho rằng mình rất cao minh cũng không dám ngạo mạn như thế. Lăng Hàn chỉ cười cười, hắn không quan tâm tới tiểu tử này. Đương nhiên, hắn cũng là không muốn phá hư liên minh giữa hai tôn giả, nếu không hắn sẽ giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia. Lang huynh chớ trách, tộc đệ của ta ít đi ra ngoài, hắn có chút thất lễ. Ninh dưỡng hạo hòa giải, hạo ca, ninh biên còn không phục, không sao, chỉ là tiểu hài tử. Lang hàn tùy ý phất tay, câu này càng làm ninh biên khó thở, cũng làm cho ninh dưỡng hạo ngứa răng, còn nói không sao, miệng lưỡi của ngươi không chút lưu tình. Ồ, đột nhiên lang hàn dùng mình, hắn nhìn sang phương xa, phát động đồng thuật, hắn nhìn thấy cái gì đó đang chìm nổi. Ninh Dưỡng Hạo và Ninh Biên cũng nhìn sang, bọn họ không có đồng thuật nên không nhìn thấy cái gì. Ninh Biên hừ một tiếng, giả thân giả quỷ, Ninh Dưỡng Hạo cũng kinh ngạc, hắn tin tưởng Lăng Hàn không phải người như vậy nhưng hắn không thấy cái gì. Xảy ra chuyện gì, qua một hồi, hắn kinh ngạc đứng lên, Hạo ca, như thế nào? Ninh Biên hỏi, bị Lăng Hàn nói là tiểu hài tử, hiện tại trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Chính mình nhìn đi, ninh dưỡng hạo trầm giọng nói ra ninh biên nhìn về hướng hắn chỉ hắn lộ ra vẻ mặt khiếp sợ đó là một cỗ thi thể hắn kinh hãi nước biển này có quy tắc khủng bố cho dù là tôn giả cũng bị ăn mòn nếu không bọn họ dùng xương cốt kết bè làm gì nhưng bây giờ có thi thể trôi theo sóng biển thân thể không hủ điều này có thể không do người hay sao cửu sơn tôn giả và thiên vũ tôn giả đứng lên vẻ mặt nghiêm túc có thể thân thể không hủ trong cơ thể phải có đạo tắc vô tận đan sen Cửu sơn tôn giả nói ra, thiên vũ tôn giả gật đầu, đạo tắc đan vào thân thể, đây là, thánh nhân, hai gã tôn giả đồng thời nói ra, nghe hai chữ thánh nhân, ba gã tiểu bối lăng hàn giật mình, trong lịch sử tổ vương cũng xuất hiện đứt gấy, ví dụ như hiện tại, thánh nhân là tồn tại mạnh nhất thiên hạ, ngay cả đế tộc cũng phải xem như khách quý. Nhưng bây giờ, một thánh nhân chìm trong biển, bọn họ có thể không sợ sao? Đế lâm thế gian, thánh nhân như con sâu cái kiến. Cửu sơn tôn giả cảm thán nói. Hiên Vũ tôn giả cảm thấy phức tạp, vẻ mặt đầy cô đơn. Hai người bọn họ đều dùng Thánh Nhân làm mục tiêu cả đời mình, bởi vậy nhìn thấy thi thể Thánh Nhân trôi trên biển, nội tâm của bọn họ sinh ra cảm xúc vô tận. mạnh như Thánh Nhân thì như thế nào? Trước mặt Đại Đế chính là cạn bã. Đúng lúc này, khí tức vô thượng như Thần binh đâm vào làn da bọn họ. Ninh Dưỡng Hạo và Ninh Biên không chịu nổi, da thịt chảy máu, vẻ mặt rất khổ sở. Không tốt, Thánh uy, Hai tôn giả vội vàng tránh đi bọn họ tránh đi thật xa khí tức kinh khủng kia mới biến mất ninh biên nhìn lăng hàn không thể không chịu phục bởi vì hắn và ninh dưỡng hạo đều đẫm máu vô cùng chật vật lăng hàn không tổn thương vừa so sánh với nhau cao thấp đã phân mà phải biết rằng hai người bọn họ đều là sinh đan viên mãn còn cao hơn lăng hàn một tiểu cảnh dưới đấy cửu sơn cửu dương thánh địa các ngươi nhặt được bảo bối thiên vũ tôn giả nhìn lăng hàn hắn hâm mộ không che giấu ha ha cửu sơn tôn giả cười to thần sắc vô cùng đắc ý. Hắn đời này có khả năng vô duyên với thánh nhân, nhưng Lăng Hàn nhất định có thể, thậm chí. Còn có cơ hội thành đế, thành đế đấy, vừa nghĩ tới đã kích động, đó chính là trí tôn trong tinh không, có thể chấn áp một thời đại, lưu lại danh tiếng muôn đời, chọn đời tán dương. Ồ, tại sao thánh thì lại trôi tới đây? Đột nhiên cửu sơn tôn giả cao mày, bọn họ thúc bè rời đi, cũng không có đi theo sóng nước, mà là đi về bên kia, đi về hướng thánh nhân trôi đi. Quỷ dị, thiên vũ tôn giả gật đầu sắc mặt của hắn thận trọng đi cửu sơn tôn giả tiếp tục thúc bè tiến lên dù sao cũng là thánh thi nếu có thi biến thì vô cùng khủng bố bọn họ tránh càng xa càng tốt thiên vũ tôn giả gật đầu vội vàng cũng thúc giục bè xương đi song song với cửu sơn tôn giả lang hàn quay đầu nhìn lại chỉ thấy thánh thi nhanh chóng rời xa khỏi tầm mắt bọn họ năm người nhanh chóng quên chuyện này sau khi đi gần nửa ngày bọn họ dừng lại nghỉ ngơi lang hàn nhàm chán hắn nhìn chung quanh đột nhiên hắn hoảng hốt nói ra. Không tốt, có thánh thi trôi tới, chương 4531, hoa sen máu. Có một thi thể chìm nổi từ xa trôi tới, tốc độ trôi đờ không nhanh không chậm. Chẳng phải là thánh thi lúc trước hay sao? Một thân đạo bào, quần áo màu đỏ tím, trên đầu còn đeo tử kim quan, những thứ này đều là bảo vật, cũng không có dấu hiệu hư thối. Nhưng tốc độ thánh thi trôi đi không nhanh, còn lâu mới bằng tốc độ hai gã tôn giả thuốc bè chạy đi rõ ràng tốc độ thánh thi chậm thế nhưng có thể đuổi kịp hai người quỷ dị thiên vũ tôn giả mở mắt ra hắn nhìn sang cửu sơn tôn giả trên mặt lộ ra ý hỏi thăm phải khôi phục lực lượng nếu không sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn cửu sơn tôn giả trầm ngâm nói thiên vũ tôn giả gật đầu nếu bọn họ tiêu hao lực lượng quá lớn trong biển máu quỷ dị như nơi này có lẽ sẽ có nguy hiểm lớn hơn đang chờ bọn họ thánh thi trôi tới gần khí tức kinh khủng kia lại ập tới ba người lăng hàn vội vàng cũng thúc bè rời đi lực lượng bọn họ chưa đủ tốc độ của bè gỗ không thể quá nhanh cũng may tốc độ của thánh thi không nhanh nó vẫn có thể trôi theo phía sau mà không bị cắt đuôi mặc dù không có đuổi kịp sắc mặt ba người trẻ tuổi càng khó coi bị một thi thể đuổi theo sau lưng vừa nghĩ tới đã làm ra đầu ngứa ngáy đã xảy ra chuyện gì ồ phía trước có hòn đảo lăng hàn mắt sắc hắn nhìn ra xa xa nhanh qua đi cửu sơn tôn giả lập tức nói tốt lang hàn thúc giục bè xương tới gần hòn đảo kia huynh đệ ninh ra cũng hành động bọn họ thúc giục bè xương. thánh thi phía sau vẫn đuổi theo bọn họ dường như thánh thi có mắt đuổi theo chứ không thật sự bơi theo dòng nước chỉ chốc lát phía trước xuất hiện hòn đảo hòn đảo không lớn chỉ khoảng năm dặm nhưng đối với năm người mà nói có mảnh đất đặt chân là có thể nghỉ ngơi một chút như vậy là đủ bọn hắn cập bờ lên đảo hai gã tôn giả liên tục ra tay vớt bè xương ra khỏi biển, nếu bị nước biển cuốn đi hoặc thánh thì phá hư, khi đó bọn họ không thể quay về. Đảo nhỏ vô cùng hoang vu, chỉ có loạn thạch và một đầm nước. Ô, có đại dược, cửu sơn tôn giả và thiên vũ tôn giả đồng thời nói ra. Bọn họ đi tới bên cạnh đầm nước, chỉ thấy trong đầm nước mọc ra một đóa hoa sen đỏ rực như máu, trên hoa sen sớm kết thành hạt sen, hình thành vòi hoa sen màu máu, phía trên còn phủ đầy hoa văn màu bạc. Ha ha! Cửu Sơn Tôn Giả lập tức cười to, nói, tiểu tử, vận khí của ngươi không tệ, trong hạt sen có chứa đạo tắc, phẩm giai tuyệt đối không thấp, vừa vặn cho ngươi tăng thêm hoa văn trên tiên đan. Chào, thiên vũ Tôn Giả vội vàng rũi rũi tay, nói, Cửu Sơn, chẳng lẽ ngươi quên còn có bản tôn sao? Như thế nào, ngươi còn muốn tranh giành bảo dược với tiểu bối hay sao? Cửu Sơn Tôn Giả xem thường, thiên vũ Tôn Giả hư một tiếng, bản tôn không cần, chẳng lẽ bản tôn không có hậu bối sao? hai người này đã là sinh đan viên mãn ngươi cũng đừng nói bọn họ bắt đầu khắc hoa văn trên tiên đan vừa vặn đối ứng với đạo tắc của hạt sen ăn hạt sen là có thể bổ sung toàn bộ đạo tắc cửu sơn tôn giả ép buộc nói ô ngươi đoán được thiên vũ tôn giả ra vẻ kinh ngạc khốn kiếp ngươi này cũng quá vô xỉ a à. cửu sơn tôn giả nói nếu chúng ta tranh đoạt ít nhất cũng cần thời gian 7-8 ngày mới phân ra thắng bại hơn nữa nơi này phi thường quỷ dị tùy thời có khả năng xuất hiện nguy hiểm không đoán trước cho nên không bằng cho ba tiểu bối tranh đi. Thiên vũ tôn giả nghe xong, hắn hơi do dự. Lăng Hàn chỉ là sinh đan hậu kỳ, mà hai người ninh dưỡng hạo lại là sinh đan viên mãn, tranh lệch một tiểu cảnh giới. Đối với thiên tài đỉnh cấp đây là tranh lệch không thể đảo ngược, cho nên thấy thế nào Lăng Hàn cũng không thể thắng. Nhưng đã không có phần thắng, tại sao cửu sơn tôn giả còn nói như vậy? Hắn lại không ngốc, wow, ninh biên lại cướp lời, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, người trẻ tuổi khí thịnh, hắn thật sự không phục. Lăng Hàn dựa vào cái gì mà xông ra thanh danh to lớn? Trước kia hắn nhìn thấy Lăng Hàn bất phàm, nói đến xuất thân, Ninh gia chính là hậu nhân của thánh nhân, đồng thời cũng là thánh địa, gia tộc khác với tông môn, hắn từ nhỏ ăn các loại thiên tài địa bảo, tu luyện công pháp đỉnh cấp, làm sao chịu phục một kẻ xuất thân kém hơn mình. Huống chi, hắn còn chiếm ưu thế cảnh giới. "Tốt, Thiên Vũ Tôn giả gật đầu, hắn không cho rằng mình sẽ thua, hắn liền đáp ứng. Vì mục đích công bằng, cấm sử dụng tất cả pháp khí." công bằng cái đầu ngươi, cửu sơn tôn giả cũng không có nói toạc ra, hắn thật sự có lòng tin vào Lăng Hàn. Lăng Hàn cười cười, đứng ra, nói, hai vị ninh huynh, các ngươi cùng lên đi, hắn rất hung hăng càn quấy. Ninh Biên tức giận chỉ vào Lăng Hàn, nói, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả khi tự cao tự đại. Hắn lao tới xuất trưởng tấn công Lăng Hàn, xoát, kim quang sôi trào và hóa thành lợi kiếm. Lăng Hàn xuất ra một quyền đáp lễ, bành, lợi kiếm tan vỡ, một quyền đó vẫn đánh về phía Ninh Biên. Cái gì? Ninh Biên kinh hãi, hắn cho rằng Lăng Hàn chỉ là sinh đan hậu kỳ, lực lượng nguyên thủy cao nhất chỉ đạt tới nhị thập trọng thiên, khi tiếp xúc hắn mới phát hiện, lực lượng đối phương đã cao tới nhị thập bát trọng thiên. Quá kinh khủng, phải biết rằng lực lượng của hắn chỉ đạt tới nhị thập nhị trọng thiên, dù vận chuyển thánh thuật, chiến lực cũng chỉ tăng thêm hai trọng thiên, hoàn toàn kém xa Lăng Hàn. Ầm, ừ, hắn bị một quyền của Lăng Hàn đánh bay ra ngoài, hoàn hảo là Lăng Hàn đánh trúng hắn đã thu lực, bằng không một kích vừa rồi đủ đánh chết Ninh Biên. Đương nhiên, thiên vũ tôn giả đứng bên cạnh sẽ không trơ mắt nhìn hậu nhân của mình bị đánh chết, hắn nhất định sẽ ra tay ngăn cản, cho nên lăng hàn dứt khoát thu hồi lực lượng. Sắc mặt ninh biên lúc đỏ lúc trắng, mặc dù hắn mạnh miệng nhưng không thừa nhận cũng không được, hắn còn kém lăng hàn quá nhiều. Cửu Sơn, lúc này bản tôn thực sự ghen ghét người đấy. Thiên vũ tôn giả nhìn lăng hàn, trước kia hắn cũng xem trọng lăng hàn, nhưng bây giờ lại phát hiện người trẻ tuổi này còn yêu nghiệt hơn tưởng tượng của hắn. Cửu Sơn tôn giả vuốt râu mỉm cười, lúc này hắn không nói gì. Thiên vũ tôn giả cười tủm tìm nhìn Lăng Hàn, nói. Người trẻ tuổi, người có thể tử chưa? Ồ, đây là chuyện gì? Mạch suy nghĩ quá nhanh. Lăng Hàn gật đầu, ta đã có thể tử. Thiên vũ tôn giả thở dài, người trẻ tuổi ưu tú như vậy, nếu như có thể thu làm con rể ninh ra thì tốt rồi. Đáng tiếc, Lăng Hàn đã sớm cưới thê tử, ninh ra chính là thánh địa, làm sao có thể gả quý nữ của mình thờ chung một nam nhân với nữ nhân khác. Cửu Sơn Tôn giả ra tay hái hạt sen, về phần hoa sen bị Thiên Vũ Tôn giả hái đi, tuy còn chưa chín nhưng luôn luôn có một ít hiệu quả, còn tốt hơn lãng phí. Bọn họ đi khắp hòn đảo nhưng không thu hoạch được gì. Đang định rời đi, chỉ thấy trên biển có thánh thi trôi tới. Chương 4532, sóng máu. Đi, Cửu Sơn Tôn giả trầm giọng nói ra. Hai Tôn giả ném bè xương xuống biển, sau đó xuất phát, bọn họ nhanh chóng rời khỏi đảo nhỏ. Sau khi đi thật xa, chỉ thấy thánh thi trôi tới đúng là âm hồn bất tán bọn họ không để ý tới ít nhất đến bây giờ mới thôi thánh thi chỉ đi theo chứ không gây bất lợi cho bọn họ cho dù hai tôn giả cũng cần nghỉ ngơi nhưng bọn họ có thực lực cường đại một ngày không biết đi bao xa nhưng biển cả này lớn khủng bố bọn họ đi ba ngày vẫn chưa rời khỏi biển cả nhưng thời tiết trên biển lại có biến hóa có một đạo lôi đình huyết sắc bổ xuống uy năng mạng tới mức tôn giả cũng sợ hãi bởi vì uy lực đạt tới thánh cấp cho dù là thánh nhân cũng phải toàn lực ứng phó, bằng không sẽ hóa đạo quy thiên. Hoàn hảo là, lôi đình xa cuối chân trời, cũng không đánh xuống. Sương mù trên bầu trời không có hiệu quả ăn mòn, nó lại tạo ra hiệu quả mặt trái lên người khác, từ đó phát ra oán niệm vô tận. Lăng Hàn khá tốt, phẩm chất hỗn độn tiên đan rất cao, từ đó trợ giúp hắn chấn áp cảm xúc mặt trái, nhưng Ninh Dưỡng Hạo và Ninh Biên lại gánh không được, thần chí hoảng hốt, thiếu chút nữa nhảy xuống biển tự vẫn, may mắn có Thiên vô Tôn giả ở đây, hắn đánh hai người ngất xỉu. Nhìn thấy Lăng Hàn vẫn chấn định tự nhiên, thiên vô tôn giả yêu tài càng lớn, đáng tiếc, vì cái gì Lăng Hàn đã có thể tử, bằng không tới ninh ra làm con rể, tương lai nhất định trở thành thánh nhân là chuyện ván đã đóng thuyền. Một ngày sau đó, chẳng những mưa máu bay tán loạn, trên biển còn sinh ra sóng to gió lớn. Đây cũng không phải là gió bình thường, có thể nhìn thấy ký hiệu tán loạn trong đó, nếu như bị cơn gió này thổi chúng, cam đoan sẽ bị xé nát thành mảnh nhỏ hai vị tôn giả cũng không dám khinh thường trên hai chiếc bè xương của bọn họ một tôn giả chuyên tâm lái thuyền người còn lại khởi động hộ thuẫn chống cự sóng gió kinh khủng kia nếu xảy ra đại chiến đối thủ tương đương với cấp giáo chủ vốn nên không chịu nổi một kích nhưng bọn họ không chịu nổi công kích cuồn cuộn không dứt sóng gió rất lợi hại mấy trăm mấy ngàn mấy giáo chủ xa luân chiến cho dù là tôn giả cũng phải cẩn thận từng chút một ngay vào lúc này lăng hàn không có tư cách làm gì hắn chỉ có thể đứng xem nhàn rỗi cũng nhàn rỗi hắn lấy hạt sen ra ăn. Người khác nhất định sẽ sợ hết hồn, cho dù là thiên kiêu đỉnh cấp cũng như gặp đại địch, làm gì có tâm tư luyện hóa đại dược, chất lọc đạo tác Lăng Hàn lại không như người thường, càng trong tình huống như vậy, hắn càng thong dong. Thiên vũ tôn giả nhìn vào trong mắt, trong nội tâm thiết hận nhiều hơn, hắn âm thầm quyết định, về sau bảo ninh dưỡng hạo và ninh biên đi lại gần với Lăng Hàn một ít, không thể làm con rể cũng phải kết thành bằng hữu. Theo lời cửu sơn tôn giả nói, trong hạt sen ẩn chứa bí mật của pháp tắc, vô cùng nhất thích hợp cho lăng hàn phục dụng hắn có thể giúp thiên địa đạo tác hóa thành hoa văn hắn tươi hạt sen không thể không nói nó rất ngon lăng hàn nói từ góc độ ăn hàng chỉ chốc lát lực lượng kỳ dị xông vào thức hải và hóa thành từng mảnh vỡ ký hiệu đây là đạo tắc lăng hàn không cách nào lý giải hắn chỉ nhìn thấy mảnh vỡ rất phức tạp hắn rút ra những mảnh vỡ ý đồ tổ hợp chỉ có hình thành phù văn mới xem như phân tích ra cách dùng của phù văn thiên địa đạo cũng khắc vào tiên đan đương nhiên hắn cần phải xác nhận đẳng cấp của đạo tắc, nếu quá cặn bã thì hắn không dùng. Tiên đan chỉ lớn bao nhiêu đó, sao có thể để đạo tắc cặn bã lãng phí vị trí. Loàng xoảng một tiếng sấm sét vang lên, lăng hàn cũng giật mình tỉnh lại. Trên bầu trời xuất hiện sấm sét màu đỏ ngang dọc, mưa gió không ngừng lớn lên, cho dù là hai tôn giả cũng cảm thấy áp lực thật lớn, bọn họ vô cùng chú ý chứ không dám thả lòng. Cửu Sơn, đột nhiên thiên vũ tôn giả kêu lên, giọng nói của hắn run rẩy. Tôn giả là người đã nhìn thấy các mặt xã hội, tại sao giọng nói run rẩy? Cửu sơn tôn giả đang chuyên tâm đối kháng mưa gió, nghe vậy hắn nhìn sang, hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy sóng máu ập tới, sóng máu này cao tới ngàn trường. Hắn nhìn sang và lắc đầu, không biết sóng máu cao tới bao nhiêu, hai bên trái phải đều không thấy biên giới, căn bản không thể vượt qua. Phải ngạnh kháng, hắn nói ra, sóng gió tập kích quá nhanh, tốc độ cũng vượt qua bọn họ, cho nên phải thừa nhận sóng máu tập kích. Thiên vũ tôn giả gật đầu, hắn lấy ra một cái ngọc đỉnh, cái đỉnh lơ lửng trên đầu, sau đó nhanh chóng phóng đại, vừa vặn bao phủ toàn bộ bè xương. Ông, từng tia sáng rủ xuống và hóa thành thần liên, có thể nói đây là thủ hộ cao cấp nhất thế gian. Đây là pháp khí bản mệnh của hắn, đến lúc sống chết trước mắt, Lăng Hàn không có tâm tư giấu rốt, hắn chuẩn bị lấy hỗn độn cực lôi tháp ra giao cho cửu sơn tôn giả dùng. Tuy đây không phải đế binh chân chính, nhưng bản thân mẫu kim lại có uy năng lớn lao, một vị tôn giả sử dụng nó có thể so sánh với thanh khí. Cửu Sơn Tôn giả lại vận dụng thánh khí, Cửu Dương tán, sau khi rót lực lượng không dứt, thánh khí đã sống lại, thánh uy bao phủ khắp nơi nhưng không áp chế mọi người. Cách đó không xa, sóng máu đã tới gần, có thể nhìn thấy ký hiệu rậm rạp trong biển, thậm chí còn hóa thành thần liên dài hẹp. Chuẩn bị, Cửu Sơn Tôn giả hét lớn, Cửu Dương tán bộc phát toàn lực đánh vào sóng máu. Bành, thánh khí phát huy đánh về phía trước, một kích này đánh sóng máu xuất hiện một cái động đường kính 10 trượng. Đi xuyên qua, Tốt, Thiên Vũ Tôn giả điều động bè xương xuyên qua khe hở, tốc độ của sóng máu rất kinh người, khá tốt lái thuyền chính là Tôn giả, cho dù lực lượng hay năng lực ứng biến đều là nhất lưu, hữu kinh vô hiểm xuyên qua sóng máu. Quỷ dị là, bên này lại gió êm biển lặng, bầu trời không gió cũng không mưa, nếu không phải quay đầu nhìn thấy sóng máu đã đi xa, có ai tin tưởng tất cả chỉ diễn ra trong tức thì hay không? Rốt cuộc cũng rời khỏi hiểm cảnh, hai gã Tôn giả và Lang Hàn thở ra một hơi, tình huống vừa rồi thật sự nguy hiểm cho dù là tôn giả cũng phải cẩn thận. Thiên vũ tôn giả đánh thức ninh dưỡng hạo và ninh biên, lúc này đã không có sóng máu, bọn họ không cần phải hôn mê nữa. Ô, phía trước là vật gì? Thiên vũ tôn giả nói ra, cửu sơn tôn giả nhìn chung quanh, hắn không biết chân tướng. Hai tôn giả nhìn không rõ chứ huống chi là lăng hàn, hắn có dùng đồng thuật cũng không thấy cái gì. Hí, đột nhiên, chương 4533, lỗ thủng, khốn kiếp, rốt cuộc là cái quỷ gì? Lăng hàn không hiểu, sắc mặt hai tôn giả thay đổi, đã xảy ra đại sự gì sao? Ninh Dưỡng Hạo và Ninh Biên không có trải qua sóng máu lúc trước, vẻ mặt bọn họ mờ mịt. Qua xem, cửu sơn tôn giả hỏi thiên vũ tôn giả, tốt, thiên vũ tôn giả trầm ngâm và gật đầu. Hai đại tôn giả thao túng bè xương tiến lên, nội tâm lăng hàn chấn định hơn trước, nếu hai tôn giả chủ động đi tới, nói rõ tình thế không nghiêm trọng lắm, ít nhất không nguy hiểm như sóng máu. Ồ, sau khi đi một lúc, đột nhiên lăng hàn phát hiện mặt nước bình tĩnh lưu động, hắn nhìn chung quanh một chút cổ quái là tất cả nước biển đều lao về một hướng đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi trừ phi trên biển xuất hiện một lỗ thủng lớn mới hút nước vào trong đó ha ha biển xuất hiện lỗ thủng quá khôi hài lăng hàn cười tự diếu sắc mặt hắn lại cứng đờ nếu không như thế tại sao hai tôn giả biến sắc không phải chứ trong biển máu xuất hiện lỗ thủng sau khi đi một lúc chỉ thấy nước biển chảy càng lúc càng nhanh sau khi đi thêm một lúc lại nghe thấy tiếng nổ mạnh Lăng Hàn mở đồng thuật quan sát, hắn khiếp sợ không thôi. Phía trước, trên biển thực sự xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ, hình thành một thác nước hình tròn, nước biển vô tận rơi từ trên xuống. Trời ơi, nhìn kìa, thiên vũ tôn giả chỉ vào phía trước, cửu sơn tôn giả nhìn sang, Lăng Hàn cũng nhìn theo, hắn vận chuyển đồng thuật nên thị lực vượt xa sinh đan cảnh. Chỉ thấy trong nước biển còn có vô số cỗ thi thể. Nguyên vẹn, không bị ăn mòn thành xương trắng. Phải biết rằng, có thể bảo trì thân thể nguyên vẹn trong biển chỉ có thánh nhân mới có thể làm được, cho dù là sống hay là chết cũng nói rõ những thi thể đó là thi thể thánh nhân quá khủng bố nơi này có bao nhiêu thi thể thánh nhân thánh vẫn đây là thánh vẫn cửu sơn tôn giả lẩm bẩm hắn sợ hãi không nhỏ thiên vũ tôn giả không tốt hơn chút nào chỉ có những tôn giả như bọn họ mới biết được thánh nhân cũng không phải cao hơn tôn giả một cấp độ võ đạo mà là thực lực biến hóa như như trời lệch đất trước mặt thánh nhân tôn giả như con sâu cái kiến. Dựa trên lý luận mà nói, số lượng thánh nhân trong tinh không ít đến thương cảm, mấy tinh vực cũng khó xuất hiện một thánh nhân, hiện tại có bao nhiêu thi thể thánh nhân. Được rồi, mỗi đế tộc tính toán có hai người, tính toán thánh nhân của các thế lực còn lại, cao hơn 100 nhưng không bao giờ vượt quá 200. Nhưng ở nơi này vài phút lại có vài thi thể thánh nhân rơi xuống lỗ. Mấy con số này kinh khủng cỡ nào, ba người lăng hàn không hiểu, bọn họ chỉ biết thánh nhân cường đại, thánh nhân rất ít, nhưng cường đại đến mức nào thừa thở bao nhiêu thì không rõ tuy bọn họ khiếp sợ nhưng không sợ hãi như hai vị tôn giả thánh thì phía sau bọn họ cũng trôi tới nó bị nước chảy kéo đi nó trực tiếp rơi vào lỗ thủng và biến mất không thấy đâu nữa không còn thánh thì theo sau bọn họ nên thở vào nhẹ nhõm mới đúng nhưng bọn họ ở nơi quỷ dị này năm người sinh ra lòng sợ hãi đi thôi cửu sơn tôn giả nói ra ở nơi này không có gì đẹp mắt Tuy hình ảnh thánh thi rơi xuống rất trùng kích tâm thần nhưng nhìn lâu cũng không có ý nghĩa. Thiên Vũ Tôn giả gật đầu, hai tôn giả điều khiển bè xương ngược dòng tiến lên, dùng lực lượng tôn giả của bọn họ có thể đối kháng dòng nước, bọn họ nhanh chóng vượt qua lỗ thủng. Năm người không nói gì, nhìn thấy nhiều thi thể thánh nhân như thế vẫn làm bọn họ khiếp sợ, rất khó phục hồi tinh thần lại. Lăng Hàn nhớ tới Hắc Thiên Thần Miếu, nơi đó thánh nhân chết đầy đất, nhưng số lượng thánh nhân so với nơi này lại là dân chơi gặp thứ thiệt. Đây là thánh vẫn tại sao lịch sử không ghi lại? Lăng Hàn nghĩ đến chỉ mộng hàm nói, lịch sử thỉnh thoảng xuất hiện đứt gãy, cho dù là chuyện mấy ngàn vạn năm trước cũng khó tìm hiểu và kiểm tra. Cũng phải, đại đế cũng chỉ có thọ nguyên ngàn vạn năm, có một số việc chôn vùi trong lịch sử thì có gì lạ chứ? Hai bè xương vượt sóng, lại đi vài ngày đã gặp sóng gió to lớn lần nữa, hai tôn giả chờ đợi trong lo lắng, hoàn hảo là sóng máu to lớn không xuất hiện. Mấu chốt là, bọn họ hiện tại mất đi phương hướng, nơi này không phân ngày đêm, Bầu trời vĩnh viễn là màu đỏ như máu, bởi vậy rất khó phán đoán phương vị. Tôn giả có thể cảm ứng phương hướng rất tốt, cho dù không có vật tham cũng không có vấn đề gì, nhưng hoàn cảnh nơi này quá đặc thù, dễ dàng ảnh hưởng tâm thần người khác, cho dù là tôn giả cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng lạc đường. Lênh đênh trên biển nhiều ngày, năm người cũng đã có chút chết lặng, không biết thời gian như thế nào. Lăng Hàn còn khá tốt, hắn đã luyện hóa xong hạt sen, trong thức hải có vô số mảnh vỡ ký hiệu, mỗi ngày đều tiến hành tổ hợp thời gian lưu lại cho hắn không nhiều, bởi vì nếu không tổ hợp phù văn, ký hiệu sẽ biến mất. Cho nên, mỗi ngày hắn đều dốc lòng tu luyện, làm cho thiên vũ tôn giả gật đầu, có thể tính tâm tu luyện trong tình huống như vậy, Lăng Hàn có thể không yêu nghiệt sao. Thân thể Lăng Hàn rung động, đến hôm nay, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ thiên địa đạo tắc của hạt sen, nó hóa thành phù văn và chấn động nhẹ nhàng cũng có thể đánh vỡ bầu trời. Sát khí lưu chuyển làm hai mắt hắn đỏ thẫn, thậm chí tóc cũng biến thành màu đỏ. Thật khủng khiếp, Lăng Hàn hết sức hài lòng, đạo tác này rất cao cấp, có lẽ không thua gì Thiên Đạo Hỏa, Hỗn Độn Thần Lôi. Có thể lạc ấn, hắn khắc phù văn lên tiên đan, hắn phát hiện đây là phù văn không trọn vẹn, rõ ràng bản thân không lớn nhưng chiếm cứ không gian rất lớn. Đây là đương nhiên, trừ cơ duyên xảo hợp đạt được Hỗn Độn Thần Lôi nguyên vẹn, với tu vi của hắn hiện tại làm sao có thể đạt được đạo tác nguyên vẹn. Nhưng Thiên Đạo Hỏa phát triển đến mức tận cùng cũng có thể đốt mẫu kim mềm đi, có thể nói là hỏa diễm mạnh nhất thiên hạ. Xưng là đế hỏa cũng không đủ, như vậy suy ra, hỗn độn thần lôi, huyết sắc phù đều có cấp bậc đại đế. Thế nhưng mà, năng lượng hủy diệt còn cao hơn một đoạn, từ khu vực nó lưu lại rất lớn là thấy được, thế gian còn có tồn tại mạnh hơn đế cấp. Hay là nói, kỳ thật đại đế cũng có phân chia mạnh yếu, bởi vì đế không gặp đế nên không thể phân mạnh yếu. Lục Địa, rốt cục cũng nhìn thấy lục địa, vào lúc này hai gã tôn giả đều kích động hô lớn. Chương 4534, đảo lớn phía trước, cuối cùng đã xuất hiện lục địa, kể cả hai vị tôn giả, năm người đều hưng phấn, hoặc mơ hồ trở lại điểm xuất phát, hoặc đã vượt qua biển cả, bất kể như thế nào còn tốt hơn bị vây trong biển cả. Không đúng, đột nhiên cửu sơn tôn giả nói ra, đây không phải lục địa, mà là một hòn đảo lớn. Cái gì, Ninh Dưỡng Hạo và Ninh Biên đều sướng sờ, không phải chứ, thị lực của hai người bọn họ cuối cùng còn không nhìn thấy cuối cùng, đây là đảo gì mà lớn như thế. Lăng Hàn thi triển đồng thuật nhìn đường ven biển xa xa, lúc này mới nhìn thấy điểm cuối đại lục. Đây là hòn đảo chứ không phải đại lục, nó quá lớn. Bất kể như thế nào, chúng ta nên lên xem, tìm xem nơi này có bí mật gì hay không. Thiên Vũ Tôn giả nói, bốn người còn lại đều gật đầu, không biết là vị tổ vương nào kiến tạo nơi này, nhưng có liên quan đến tổ vương đều là bí mật to lớn. Năm người lên bờ, thu hồi bè xương, sau đó bọn họ đi vào hòn đảo. Hòn đảo này có màu như biển cả, là màu đỏ như máu, không khí còn có sương mù đỏ rực bay bay, cực kỳ ảnh hưởng thị lực. Ân, hai tôn giả đồng thời cảnh giác, bọn họ dừng bước như lâm đại địch. Sương mù ngập trời, không nhìn thấy cái gì, chờ một lát, hai tôn giả tiến lên phía trước, nhưng bước chân cực kỳ chậm chạp, chỉ trong nháy mắt, Lăng Hàn cảm ứng có khí tức cường đại bao phủ, lông tơ toàn thân của hắn dựng đứng. Cường giả, khó trách hai tôn giả đề phòng, nơi này tràn ngập sương mù ảnh hưởng tầm mắt và thần thức, có ai dám làm càn? Phải biết rằng, bọn họ đi nhiều ngày như thế, đã nhìn thấy không biết bao nhiêu thánh thi, có tôn giả nào dám chủ quan. Ai muốn khổ tu cả đời trôi theo dòng nước? Phía trước, dần dần có bóng người xuất hiện. Hằng Nguyên, Cửu Sơn, Thiên Vũ, Cửu Sơn tôn giả và Thiên Vũ tôn giả đồng thời kêu lên, phía trước cũng có giọng nói, hai bên như chút được gánh nặng. Thì ra không phải địch nhân, mà là tôn giả cùng tiến vào nơi này. Hô, Lăng Hàn cũng thở ra, song phương biết nhau, hơn nữa đối diện chỉ có một tôn giả hắn lại mang theo ba tiểu bối. Sau khi nhìn thấy Lăng Hàn, ba tiểu bối Tây Thiên Vực này rất xem thường Bắc Thiên Vực, không có khả năng bởi vì xuất hiện một Lăng Hàn mà cải biến quan niệm của bọn họ. Trái lại, Lăng Hàn biểu hiện càng cường đại, ép Tây Thiên Vực không ngẩng đầu lên được, càng làm bọn họ chán ghét. Cửu Sơn, người đang êm đẹp sao không ở lại Cửu Dương Thánh Địa, chạy tới nơi này làm gì? Hàng Nguyên Tôn giả hỏi, trong lời nói mang theo vài phần khiêu khích. Người quản được sao? Cửu Sơn Tôn giả nói ra, cửu sơn, chạy đến Tây Thiên vực còn dám ngông cuồng như thế sao? Hằng Nguyên tôn giả cao mày nói ra, Thiên vực tranh cường háo thắng cũng không giới hạn trong đám tiểu bối. Như thế nào, người muốn đánh nhau phải không? Cửu sơn tôn giả tuyệt đối không sợ, đã đến nơi này, bản tôn thật sự muốn lãnh giáo bản lĩnh của ngươi một chút. Hằng Nguyên tôn giả thản nhiên nói, vậy ngươi cần phải xếp hàng. Cửu sơn tôn giả cười ha ha, hắn chỉ vào thiên vũ tôn giả. Thiên vũ tôn giả cười cười, hắn tiến lên hòa giải tốt, tốt, hiện tại mọi người nên đồng tâm hiệp lực, liên thủ thăm dò hòn đảo này. Hàng nguyên tôn giả gật đầu, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều thi thể thánh nhân, cho nên hắn tràn ngập kiêng kỵ nơi này, ngay cả thánh nhân cũng nuốt hận, vậy những tôn giả bọn họ khác gì đồ ăn. Ba tôn giả liên thủ tìm khắp hòn đảo, sương mù nơi này cũng ảnh hưởng tới tôn giả, căn bản không thấy rõ nơi phía trước, bởi vậy, tốc độ của bọn họ không nhanh. Hai ngày sau, bọn họ không phát hiện cái gì, đội ngũ lại mở rộng không ít, bởi vì đi nửa đường lại gặp vài tên tôn giả bọn họ mang theo tiểu bối gia nhập đội ngũ hoàn hảo là sương mù chỉ trở ngại thị lực và thần thức cũng không có hiệu quả mê hoặc cho nên mọi người không có mất phương hướng tuy hiệu suất không cao nhưng lại ảnh hưởng khi dò xét hòn đảo hoàn cảnh hòn đảo cũng biến hóa trước khi là vùng núi bằng phẳng nhưng dần dần phát hiện có cột đá bén nhọn đâm lên trời giống như muốn đâm rách bầu trời ngay từ đầu tất cả mọi người không cho là đúng nhưng đi tới đi tới bọn họ phát hiện cột đá có vết máu mặc dù máu đã sớm khô cạn ồ có tôn giả bay lên không trung lúc hắn đáp xuống trên tay có một thi thể ahh à, đây là tôn giả các vị tôn giả kiểm tra một lúc tất cả đều sợ hãi đường đường tôn giả bị cột đá đâm chết bọn họ cũng là tôn giả a à, nếu hung thủ còn ở nơi này như vậy bọn họ may mắn thoát khỏi hay sao đã chết không biết bao nhiêu năm cửu sơn tôn giả nói ra thần tính tinh hoa đã sói mòn sạch sẽ nếu không khi đi qua nơi đây, chúng ta sẽ có áp lực. Ân, mọi người gật đầu, chẳng lẽ là tổ vương làm? Có người nói, các tôn giả đều im lặng, có thể thành đế, chẳng những phải có thiên phú hơn người, hơn nữa tâm tính phải rộng rãi, đây là thiên địa khảo nghiệm mà ra. Nhìn chung trong lịch sử, thời đại các đại đế xuất hiện chính là lúc võ đạo thịnh thế. Còn ở nơi này có vô số thi thể thánh nhân, lại có tôn giả bị chém giết như gia súc, còn đặt trên cột đá, thủ đoạn quá tàn nhẫn nhìn thế nào cũng không phải hành vi của đại đế. Vấn đề là, không phải đại đế, có ai giết nhiều thánh nhân như thế? Chẳng lẽ là một vị chuẩn đế, có tôn giả cao mày nói, rất không có khả năng, hắn đoán bị mọi người phủ quyết, các chuẩn đế đều đánh cược một bước cuối cùng, chỉ khi nào thất bại sẽ hóa đạo, cho nên, muốn nói một vị chuẩn đế có thể sống nhiều năm như vậy, giết nhiều thánh nhân như vậy, việc này nói không thông. Đúng thế, thi thể thánh nhân ở nơi này quá nhiều, căn bản không giống cùng một thời đại, dù thế nào cũng vượt qua mấy trăm vạn năm, trừ tổ vương ra, có ai sống lâu như thế. Tất cả mọi người vào đầu bước tay, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Không thể chủ quan, tiếp tục đi tới. Cửu Sơn Tôn Giả trầm giọng nói ra, nếu nơi này do một vị tổ vương bố trí, cho dù tổ vương hóa đạo, thủ đoạn lưu lại cũng dễ dàng chém giết Tôn Giả, xem như thánh nhân tới cũng không thoát khỏi. Như thiên đạo hỏa, nó hoàn toàn có thể tích xúc mấy trăm vạn năm, một khi phun trào, thánh nhân cũng hóa thành cho tẫn. Bọn họ tiếp tục đi tới, bọn họ chưa đi bao xa đã gặp một người. Lần này, là một vị thánh nhân, đông lâm đế tộc lưu ly thánh nhân, như chỉ mộng hàm, chỉ đáo cũng ở đây, chỉ mộng hàm hơi rụt rè, chỉ đáo vô cùng nhiệt tình chào hỏi Lăng Hàn, những người trẻ tuổi khác lại kinh ngạc. Tình huống như thế nào, Lăng Hàn sắp cá vượt long môn, trở thành con rể đế tộc sao? chương 4535, Mỹ Nhân Tóc Đỏ Trong đội ngũ xuất hiện một vị thánh nhân, nội tâm của mọi người ổn định lại, hiện tại thiên hạ không đế mà lưu ly thánh nhân lại nắm giữ đế binh cho nên cho dù gặp được nguy hiểm gì lưu ly thánh nhân đều có thể hóa giải nói ra lưu ly thánh nhân cũng không may tuy tốc độ của hắn nhanh hơn hắn lại mất phương hướng trên biển thật ra hắn vừa mới tới nơi này dù sao thánh nhân chính là thánh nhân hắn còn nhanh hơn so với người khác hơn nữa hắn còn là người tới đây đầu tiên nhanh hơn hai thánh nhân còn lại có thể thấy được thánh nhân cũng không có tác dụng khi ở đây càng xâm nhập vào trong hòn đảo sương mù càng đậm, một ngày, bọn họ không nhìn thấy năm ngón tay. Lưu ly thánh nhân vận dụng đế binh, huyền băng phiên lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, nó dễ dàng xé nát sương mù, phạm vi ngàn dặm trong sáng. Đế binh chính là đế binh, còn chưa thức tỉnh đã có thần uy như thế, nếu thức tỉnh toàn diện, chẳng phải nó có thể dẹp yên biển máu. Nhìn thấy uy thế của đế binh, mọi người cũng có thêm dũng khí. Cho dù là tổ vương sống lại, đế binh cũng có thể chống đỡ mấy chiêu. Trong thức hải lăng hàn, hỗn độn cực lôi tháp chấn động nhẹ nhàng lại nữa gia hỏa này bị khiêu khích nên muốn nhảy ra tranh phong ồ oh, lưu ly thánh nhân lộ vẻ mặt kinh ngạc bởi vì hắn cảm giác được đế binh sao động giống như bị khiêu khích lại có dấu hiệu tự chủ tỉnh lại nhưng vấn đề là nơi này không có đế binh khác chẳng lẽ vì bố trí nơi đây tổ vương còn lưu đế binh lại bởi vì đế binh xuất hiện tại đây nên đế binh bị đánh thức từ đó muốn chủ động khiêu chiến có vị tổ vương nào không phải người quét ngang thiên hạ bá chủ một thời đại cho nên tổ vương tâm cao khí ngạo bọn họ luyện chế đế binh đương nhiên cũng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào cẩn thận nơi này có khả năng có đế binh tỏa trấn lão thánh nhân nói ra nghe hắn nói như vậy tất cả mọi người sợ hãi nếu đế binh đại chiến cho dù là thánh nhân cũng chỉ có thể quay đầu chạy trốn thậm chí chạy trốn chậm sẽ chết trong khoảng thời gian ngắn vài tên tôn giả suýt nữa muốn lui lại nơi này quá nguy hiểm chỉ có lăng hàn biết rõ chân tướng sắc mặt hắn biến thành cổ quái. Nếu cho mọi người biết rõ nguyên nhân làm thánh nhân như Lâm Đại địch là hắn, hoặc nói cho đúng là hỗn độn cực lôi tháp trong thức hải của hắn, hắn có bị các tôn giả thẹn quá hóa giận đánh chết hay không? Ân, rất có khả năng. Cho nên hắn kiên quyết không thể nói. Lang Hàn còn có chút đắc ý, có thể làm cho một đám tôn giả sinh lòng sợ hãi. Hắn là sinh đan cảnh độc nhất vô nhị trong lịch sử. Mọi người không dám phân tâm. Nơi này có khả năng có một kiện đế binh khác, một khi phát huy thánh nhân sẽ bị đánh chết, nguy hiểm cao độ, bọn họ không thể không cẩn thận. Huyền băng phiên chấn động nhẹ nhàng, xương mù phía trước tách ra. Bốn phía có nhiều cột đá đâm lên trời, càng làm cho người ta sợ hãi là, mỗi một cột đá đâm xuyên một thi thể, có vết máu từ thi thể chảy được một phần ba cột đá đã hao hết. Những thi thể này đều là tôn giả, trên biển đều là thánh nhân thi, nơi này có tôn giả bị chém giết, sau khi chết còn đặt trên cột đá như gia súc, dùng tế thiên hay sao. Trước kia có đầu lâu trồng chất, trong đó có không ít là tôn giả và thánh nhân, nếu không cũng không hình thành uy áp khủng bố như vậy. Rốt cuộc đây là thế giới gì? Đi, tiếp tục đi, được thánh nhân dẫn dắt, bọn họ không ngừng tiến lên, xâm nhập hòn đảo này, càng tiến lên phía trước, địa hình càng lúc càng dốc đứng, đến ngày thứ năm, phía trước xuất hiện một ngọn núi. Lên, đã tới nơi này, tự nhiên không có đạo lý lùi bước, mọi người lên núi. Tuy hoàn cảnh nơi này khủng bố, động một chút là thi thể thánh nhân, thi thể tôn giả, nhưng trên thực tế cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, trên biển cả còn có âm hồn, nơi này không có cả bóng quỷ. Núi rất cao, nhưng nơi này có thánh nhân tọa chấn, núi cao tính là cái gì? Gần nửa ngày sau, bọn họ đã tới đỉnh núi, ô a à, y a a à, à. sau khi lên núi, không ít người kinh hô, bởi vì trên núi có một gốc huyết thụ to lớn, nhưng cũng không có lá cây, thân cây thô to giống như ngọc thạch hơi mờ. Làm cho mọi người kinh hô chính là vô số nhánh cây phủ xuống nâng một nữ tử nữ tử mặc váy dài màu đỏ mái tóc đỏ như máu gió núi thổi qua mái tóc lay động như hỏa diễm nàng nhắm mắt như ngủ say cho dù như vậy cũng kinh thế hãi tục ngay cả lang hàn không thừa nhận cũng không được nữ tử này xinh đẹp không thua gì nữ hoàng và hổ nữ chung quanh huyết thụ có rất nhiều quả trứng màu đỏ cao như người trưởng thành chúng không phải hơi mờ nhưng mỗi quả trứng đang nhúc nhích giống như đang thai ngén tính mạng bên trong cảnh tượng này quá quỷ dị nữ tử tóc đỏ rất đẹp những quả trứng màu đỏ lại làm người ta buồn nôn hai chủng hình ảnh đan sen vào nhau chúng không hợp nhau hết lần này tới lần khác lại không thể phân cách nhau ra nàng chết sao có người lẩm bẩm nói hai mắt hóa thành ánh sao nữ nhân xinh đẹp như thế tại sao lại chết lúc này có người trách mắng trên mặt mang theo ái mộ đừng nói những người trẻ tuổi cho dù là vài tên tôn giả cũng si mê nữ tử kia quá đẹp phó tâm của mọi người bắt đầu dao động lúc này đã có người muốn xông lên giải cứu mỹ nhân chậm, luôn luôn có người tỉnh táo, nhất là những tôn giả kia, bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, dù tâm linh chịu ảnh hưởng nhưng vẫn khống chế bản thân rất tốt. Bản tôn cảm ứng được năng lượng trên mặt đất chung quanh đang cung cấp cho nữ tử kia. Một gã tôn giả nói ra, đúng vậy, bản tôn có một suy đoán to gan, những tôn giả bị đâm chết trên cột đá kia, năng lượng tinh hoa trong cơ thể của bọn họ đều bị rút ra, bị gốc huyết thụ này thông qua phương thức nào đó chuyển hóa, dùng để cung cấp cho nàng. Lại có một gã tôn giả nói ra mọi người nghe xong đều kinh ngạc, bọn họ lại lắc đầu. Không có khả năng, nữ tử xinh đẹp việt thế như vậy làm sao làm ra việc tàn nhẫn như thế? Những người này cự tuyệt tin tưởng, đúng là không phải nữ tử làm. Lưu Ly Thánh Nhân nói ra, có thể giết nhiều thánh nhân như vậy, tất nhiên là thủ đoạn đại đế. Nhưng nơi này tồn tại không biết bao nhiêu năm, không có một đại đế nào có thể sống lâu dài như thế. Hơn nữa, nếu nữ tử này là đại đế, chúng ta tới gần như vậy đã sớm bị đế uy đánh chết. Lời này rất thuyết phục. Hơn nữa, nếu nữ tử này thật sự là nữ đế, người nào có thể tới gần như thế. Chương 4536 chia 5 xẻ 7. Đúng là quá quỷ dị, có người nói ra, đúng thế, thi thể thánh nhân trong biển, thi thể tôn giả trên cột đá, hơn nữa còn có mỹ nữ tóc đỏ ngủ say, hoàn toàn không cách nào liên lạc với nhau. Nếu như nàng không chết, đánh thức nàng sẽ biết rõ từ đầu tới cuối. Có tôn giả đề nghị, lời này được rất nhiều người đồng ý. Bất kể là người có hứng thú với mỹ nhân tóc đỏ hay hứng thú với thế giới này, tất cả đều phải đánh thức nữ tử dậy. Ta đến, một gã tiểu bối lập tức nhảy lên, hắn bị mỹ nhân tóc đỏ mê hoặc hoàn toàn. Thánh nhân không nói gì, các tôn giả cũng ngầm đồng ý, người trẻ tuổi kia tới gần huyết thụ. Các cường giả đều chuẩn bị sẽ ra tay, nơi này quá quỷ dị, không có chuyện gì là thuận lợi. Người tuổi trẻ kia ngay từ đầu còn đi chậm, nhưng bước chân của hắn lại tiến lên rất nhanh, sau đó càng lúc càng nhanh, biến thành chạy bộ, trên mặt còn mang theo hưng phấn, giai nhân tuyệt sắc như thế, nếu như có thể âu yếm, hắn có sống ít mấy trăm năm cũng được. Nhưng thời điểm hắn tới gần, xoát, một nhánh cây đâm về phía hắn. Nhanh vô cùng, hư, lớn mật, một tôn giả ra tay, ba, hào quang xuất hiện, đạo tác đan sen hóa thành một thanh thần kiếm, một kiếm chém đứt nhánh cây kia. Hắn là trưởng bối của người tuổi trẻ kia, đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn. Người tuổi trẻ kia giật mình, nhưng thấy nhánh cây bị chém đứt, hắn lộ ra vẻ mặt cao ngạo có trưởng bối tỏa chân ủng hộ, hắn còn sợ cái gì? Mỹ nhân, ta đến đây, trong mắt của hắn đầy si mê, không thể chờ đợi được nghĩ tới việc kéo mỹ nhân vào trong ngực và yêu thương thân mật. Hắn tăng thêm tốc độ và không có ý thức, mọi người nhìn thấy người trẻ tuổi chạy về phía trước lại đột nhiên chia năm xẻ bảy, giống như có thanh kiếm sắc bén nhất thế gian cản trước mặt, sau đó hắn hóa thành một chùm huyết vụ và biến mất không thấy đâu nữa. Này, thiên nhi, tôn giả ra tay trước đó kêu lên, đó chẳng những là tộc nhân của hắn, hơn nữa còn là huyết mạch ruột thịt, bị hắn ký thác hy vọng thật lớn, kết quả lại chết trước mặt hắn, thậm chí còn không lưu lại khối thịt vụn nào. Nếu đại hắc cẩu ở nơi này, nó nhất định sẽ nói. Như thế nào, lưu một khối cho người ăn hay sao? Hắn hét lớn một tiếng, hắn lao lên phía trước, hắn vận dụng bảo khí tôn giả, đó là một thanh trường đao màu xanh, uy áp tôn giả khủng bố làm thiên địa biến sắc. Lưu ly thánh nhân cao mày, hắn cũng không có nhìn rõ người trẻ tuổi chết như thế nào, hắn vươn tay hóa giải uy áp của tên tôn giả. Diệt cho bản tôn, tên tôn giả kia giận dữ, một đao chém vào huyết thụ lẫn mỹ nhân kia. Không, rất nhiều người trẻ tuổi kinh hô, ngay cả vài tôn giả không khống chế nổi, bọn họ nên ra tay ngăn cản hay không. Huyết thụ có chảm hay không chảm, bọn họ hoàn toàn không quan tâm, nhưng mỹ nhân tóc đỏ thì khác, thực sự là đẹp tới tận xương, bọn họ đã động tâm. Huyết thụ khởi sướng phản kích, một nhánh cây tấn công tôn giả, rõ ràng cũng có đạo tác bao phủ, uy năng mạnh tới tận cùng, rất không thể tưởng tượng nổi. tuy trong thiên địa có vô số tiên dược, nhưng tiên dược chỉ là đại bổ, bản thân không có chiến lược gì, nhiều lắm chỉ phát ra chút độc khí hay chế tạo ảo cảnh làm cho người ta bị mê hoặc. nếu có thể động thủ như vậy khẳng định đã mở linh trí, tu thành tinh. một khi thành tinh, cho dù là sinh linh một hề cũng không có tuổi thọ quá dài, cũng bị cảnh giới võ đạo hạn chế, nhưng nơi này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng tuyệt đối lớn lên kinh người cho nên vì cái gì gốc huyết thụ còn chưa chết oanh huyết thụ kịch chiến với tôn giả nó vô cùng cường đại hoàn toàn không thua tôn giả hừ một gốc thụ yêu cũng dám quát tháo lại có tôn giả ra tay hắn lao lên chém giết huyết thụ đường đường tôn giả thời gian của bọn họ rất chân quý bọn họ không thể chờ lâu hai tôn giả liên thủ tình huống sẽ khác huyết thụ bị áp chế mắt thấy chiến thắng trong tầm tay nhưng còn có tôn giả ngại chậm lại gia nhập cuộc chiến ba đánh một đã hình thành thay đổi về chất huyết thụ không gánh được mấu chốt là cái gì nó cắm dễ ở nơi này nó không thể chạy loạn tự nhiên nó lâm vào hoàn cảnh xấu và thất bại rất nhanh vào lúc này có cảnh tượng đáng sợ xuất hiện đột nhiên ba gã tôn giả chia năm xẻ bảy sau đó hóa thành huyết phụ không lưu lại dấu vết gì ngoá 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 lần này tất cả mọi người giật mình đây chính là ba gã tôn giả đấy tuyệt thế cường giả gần với thánh nhân hiện tại chết khó hiểu như thế hoàn toàn không có một tia phòng bị, không có một chút chống cự, việc này có dọa người hay không? Là thánh nhân ra tay sao? Hay là tổ vương? Nếu thật sự là tổ vương, tất cả mọi người xông lên cũng bị giết chết, cho dù đế binh thức tỉnh cũng không được. Đế, vô địch hậu thế, có thể chống lại đại đế cũng không phải đế binh, chỉ có thể là một vị đại đế khác. Lưu ly thánh nhân đi tới, hai tay của hắn chấn động, từng sợi thiên địa đạo tắc xuất hiện trong tay hắn và hóa thành từng sợi tơ, đừng nhìn mỗi sợi tơ yếu ớt, nhưng nếu bị đánh trúng cho dù là tôn giả cũng bị cắt làm hai lúc này có người hiểu ra bọn họ đều bị đạo tắc hóa thành tơ chém giết như vậy có thể giải thích tại sao ba tôn giả chia năm xẻ bảy như thế thế nhưng mà nơi này có thánh nhân khác sao tất cả mọi người nhìn vào mỹ nhân tóc đỏ sau đó lắc đầu đừng nói nàng có phải thánh nhân hay không cho dù hiện tại nàng không chết cũng ở trạng thái phong ấn cực đoan làm sao có thể ra tay vùng đất này quỷ dị quá quỷ dị ngay cả tôn giả cũng chết trong vô hình bị cắt như cắt rau, nội tâm của mọi người lạnh buốt. Hiển nhiên, huyết thụ này, hoặc nói mỹ nhân tóc đỏ là một tồn tại cấm kỵ, không thể đụng vào. Lưu Ly thánh nhân hừ một tiếng, nhưng hắn là đế tộc, trong thiên hạ này không đế, hắn tay cầm đế binh, có gì phải sợ. Hắn đi nhanh về phía trước, đế binh lơ lửng trên đỉnh đầu, nó ở trạng thái tùy thời tỉnh lại. Hắn tiến lên phía trước, hắn nhìn thấy thiên địa đạo tắc cố hóa đan sen thành mạng lưới phức tạp. Đế binh càng đáng sợ. Nó chỉ chấn động nhẹ nhàng đã trực tiếp xé rách hư không, có năng lượng khủng bố tuôn ra. Đó là năng lượng tầng thứ cao. Nội tâm Lăng Hàn hơi động, thì ra năng lượng tầng thứ cao cũng không ở giữa không trung, mà là lưu động khắp nơi. Tuy năng lượng tầng thứ cao cũng không phải cường đại như thế nào, nhiều lắm chỉ đối ứng với một bước linh đồ bình thường mà thôi. Nhưng đế binh căn bản không cần chủ động vận chuyển, nó dễ dàng đâm rách hư không, dẫn động năng lượng tầng thứ cao, việc này rất khủng bố. Ngươi, các ngươi xem, có người nói ra hắn chỉ vào phương xa, giọng nói đang run rẩy. Chương 4537, thi thể thánh nhân tấn công. Xa xa, một vách tường màu máu xuất hiện. Không, đây không phải là tường, mà là sóng. Biển cả gào thét, ngọn sóng cao ngàn trượng đang lao về phía hòn đảo. Việc này làm cho người ta khó tin, đột nhiên có sóng lớn tới, chẳng lẽ có quan hệ tới bọn họ. Sóng biển đáng sợ cỡ nào, nó đầy lực ăn mòn, cho dù là tôn giả cũng bị ăn mòn không còn xương cốt, chỉ có thánh nhân mới có thể không sợ. Lưu Ly thánh nhân dừng bước lại, hắn không sợ sóng biển nhưng hắn lại sợ thứ sau lưng nó. Bởi vì đây là thủ đoạn của đại đế, hơn nữa, nơi này có có một kiện đế binh, hắn càng không dám khinh thường. Đương nhiên, hắn cũng không sợ hãi, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, trong thời đại hiện tại không có đại đế. Trời ơi, có tôn giả kinh hô, hắn vươn tay chỉ vào sóng lớn, chỉ thấy đó không phải sóng lớn đơn giản như vậy, sóng biển còn có một bóng người thi thể thánh nhân banh sóng lớn ập lên hòn đảo địa chấn sinh ra và sóng lớn biến mất tất cả hóa thành vô số bọt nước bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ xảy ra vô số cỗ thi thể thánh nhân bay tới sau đó mở hai mắt ra người chết mở mắt tất cả mọi người sợ đến mức da đầu run lên người đã chết mất lại mở mắt việc này quá dọa người mà những người chết lại là thánh nhân việc này càng tăng kinh khủng ông 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 khí thức vô tận sôi trào và bao phủ nơi đây những thi thể thánh nhân kia không chỉ mở mắt đơn giản như vậy, mà là như sóng lại, bọn họ tỏa ra uy áp thánh nhân. Trời ạ, à, mấy ngàn thánh nhân xuất hiện, đây là khái niệm gì? Những thánh nhân này tỏa ra sát cơ lạnh thấu xương, tuy mở mắt nhưng ánh mắt không có thần thái. Bọn họ đã chết từ lâu rồi. Những thánh nhân này đến từ các chủng tộc khác nhau, có nhân tộc thuần túy, cũng có hổ tộc, lang tộc, xà tộc, tất cả đều tỏa ra khí thế chân áp thiên địa, một người có thể đánh nát ngôi sao, mấy ngàn người tỏa ra khí tức có thể trấn áp tinh không. Lưu Ly thánh nhân thức tỉnh đế binh, tuy hắn là thánh nhân nhưng đối mặt với mấy ngàn thánh nhân công kích, hắn vẫn bị đánh thành cặn bã. Đế binh sống lại, khí tức đáng sợ không thể hình dung bộc phát. Lập tức, tất cả mọi người quỳ xuống, không có người nào ngoại lệ trừ Lăng Hàn. Nhưng mấy ngàn thi thể thánh nhân lại không sợ, chúng không ngừng lao tới. Bành bành bành, mạnh như thánh nhân cũng vô dụng, đế binh hơi rung động, thi thể thánh nhân vỡ ra và hóa thành mảnh vỡ. Đế, mạnh nhất thế gian, không có gì để bàn cãi. Mọi người nhìn thấy thi thể thánh nhân vỡ ra như pháo nhưng không có một giọt máu tươi rơi ra, giống như chính là thây khô. Đây là đồ sát nghiêng về một phía, nhưng vấn đề là, phương xa lại có sóng lớn ập tới, lại xuất hiện mấy ngàn thi thể thánh nhân. Lưu ly thánh nhân biến sắc, tùy đế binh vô địch, nhưng vấn đề nằm ở chỗ hắn cũng không phải đại đế, hắn không có khả năng thúc giục vô hạn, hắn chỉ có thể vận dụng vài phút là kiệt sức ngàn vạn thánh nhân lao tới cho dù là hắn cũng chỉ có một con đường chết rút lui rút lui rút lui hắn hét lớn một tiếng bàn tay mở ra mang theo tất cả mọi người sau đó đế binh mở đường hắn lập tức quay về theo đường cũ xíu yêu yêu tốc độ của thánh nhân nhanh cỡ nào lại có đế binh mở đường còn có thứ gì có thể kháng cự lưu ly thánh nhân giết ra một con đường máu nhưng lại hoảng sợ như chó nhà có tang lang hàn nhìn lên hòn đảo nó đã biến thành một điểm đen, nhưng thông qua đồng thuật, hắn vẫn nhìn thấy mỹ nhân tóc đỏ, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn nhìn thấy nàng nheo mắt. Thời điểm hắn muốn xác nhận, cho dù là mỹ nhân tóc đỏ hay hòn đảo đều biến mất trong tầm mắt, thứ hắn nhìn thấy chính là sóng lớn đang truy kích, thể phải đánh bọn họ thành mảnh vỡ. Nhưng tốc độ thánh nhân quá nhanh, chỉ qua vài tiếng đồng hồ sau, bọn họ nhìn thấy đường ven biển. Lưu Ly thánh nhân cũng không có dừng lại, hắn tiếp tục tiến lên và đi vào cửa lớn lúc này hắn đáp xuống và buông tay ra, tất cả mọi người đều khôi phục năng lực hành động. Thánh nhân quá mạnh mẽ, nhiều tôn giả bị hắn bắt lấy nhưng không ai có thể dễ dụa. Đương nhiên, khi tới cảnh giới thánh nhân, không phải ai cũng có thể chống lại. Nơi đây có đại khủng bố, nếu muốn tìm hiểu cần phải liên hợp các đế tộc, tất cả đều mang theo đế binh tới. Lưu Ly Thánh Nhân nói ra, tất cả mọi người gật đầu, tuy hiện tại thiên hạ không đế, chỉ cần vận dụng đế binh là có thể quét ngang tất cả, nhưng lực lượng thánh nhân kém tổ vương không biết bao nhiêu lần có thể thức tỉnh đế binh trong thời gian có hạn bọn họ làm sao ngăn cản mấy ngàn vạn thi thể thánh nhân vây công cho nên muốn tìm kiếm nơi này là gì biện pháp duy nhất là triệu tập thêm đế tộc xuất động rất nhiều thánh nhân mang theo đế binh khi đó người có mấy ngàn vạn thi thể thánh nhân cũng sẽ bị san bằng tản đi lưu ly thánh nhân trực xé rách không gian hắn mang theo chỉ mộng hàm và chỉ đáo rời đi khu vực bên trong cánh cửa tự thành không gian cho dù xé rách không gian cũng không thể rời đi. Thánh nhân vừa đi, mọi người không có khả năng tiến vào mạo hiểm, tất cả đều xé rách không gian đi xa. Cửu Sơn Tôn giả lưu lại, hắn đáp ứng luận bàn với vài tên tôn giả, dùng thân phận và địa vị của hắn, tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Bởi vậy, sau khi ở nơi này 10 ngày, Cửu Sơn Tôn giả mới mang theo Lăng Hàn quay lại Cửu Dương Thánh địa. Dù như thế, việc này còn nhanh hơn Lăng Hàn tự mình trở về nhiều lắm. Sau khi nhận được tin tức, nữ hoàng hổ nữ, đại hắc cầu liên tục ninh đón, từ biệt nhiều năm như thế. Hoàn hảo là, bọn họ đều đi ra từ nguyên thế giới, ở trong nguyên thế giới động một chút là bế quan mấy ngàn vạn năm, so sánh ra, nhiều năm như vậy chỉ tương đương một giấc ngủ. Cửu Sơn Tôn Giả vừa trở về đã bế quan, hắn thu hoạch rất lớn trong cung điện huyết sắc, về sau lại có được huyết văn đạo thạch, đây chính là thứ đại đế luyện chế, hắn có lợi thật lớn. Có lẽ, sau khi Cửu Sơn Tôn Giả xuất quan chính là lúc hắn thành thánh nhân. Lăng Hàn suy nghĩ rất lạc quan, khi đó hắn có chỗ dựa đủ cứng. Đại Hắc Cầu đã đột phá sinh đan cảnh, bởi vì là cửu đỉnh hợp nhất, nó chỉ có một tiên đỉnh duy nhất, cho nên nó hoàn thành sinh đan bước đầu tiên hết sức dễ dàng. Nữ hoàng và hổ nữ vẫn là chú đỉnh, cần lắng động tu vi mới có thể đột phá. Lăng Hàn phân dưỡng hồn thạch ra, hai nữ một chó cầm một phần, khi bọn họ đột phá sinh đan trung kỳ sẽ sử dụng. Hắn bắt đầu truyền công, chiến thần cửu thức, quỷ ảnh bộ đều là các tuyệt học cường đại nhưng sinh hoạt bình tĩnh không tiếp tục bao lâu, ngày hôm nay có đế tộc tới. Thiên lang đế tộc, chương 4538, người không ngờ tới. Lang Hàn đột nhiên thu được thông chi, hắn chạy ra xem xét, chỉ thấy hào khí tại hiện trường thập phần khẩn trương. Lang Hàn, một giọng nói lạnh lùng mang theo oán khí vang lên, Lang Hàn nhìn sang, đó là một nữ tử, dung mạo có phần xinh đẹp nhưng khuôn mặt hiện tại lại vặn vẹo, hiển nhiên rất phẫn nộ. Đế Hải Lan, thiên lang đế tộc, đế tộc duy nhất dùng họ đế a à, rốt cục cũng tìm tới cửa lăng hàn làm như không thấy hắn thi lễ với cửu sơn tôn giả vị tôn giả này không phải đang bế quan hay sao nhưng bây giờ lại kinh động tới hắn đủ thấy tình thế lần này nghiêm trọng cửu sơn tôn giả giơ tay lên ý bảo hắn không cần đa lễ bản tôn yêu cầu rất đơn giản các ngươi giao lăng hàn ra đây bản tôn sẽ lập tức dẫn người rời đi chỉ thấy một lão giả kia mở miệng thân thể hắn cao lớn và tỏa ra khí thức cường đại cửu sơn tôn giả cười lạnh từ khi nào cửu dương thánh địa luân lạc tới mức bị người ta tới cửa đòi người lão giả kia chính là tôn giả của thiên lang đế tộc phong hào đông hải hắn cau mày nói cửu sơn người muốn đối địch với đế tộc sao người không thể đại biểu đế tộc cửu sơn tôn giả nói đông hải tôn giả là đế tộc thuộc về một chi của đế hải lan cũng không phải là chủ mạch đã sớm tách ra ở riêng dù sao cũng có huyết mạch đại đế một chi này cũng xuất hiện thánh nhân từng lưu lại thanh danh hiển hách đương nhiên bởi vì thánh nhân đã qua đời, một chi đế tộc này hiện tại cũng chỉ có tôn giả tỏa chấn, trên thực lực lại mạnh hơn cả cửu dương thánh địa đại. Wow, người dám không đặt đế tộc vào mắt, Đông Hải tôn giả lạnh lùng nói, thực cho rằng, nhất mạch bản tôn rời khỏi chủ gia thì không phải đế tộc hay sao? Cửu sơn tôn giả khoát tay, hãy bớt xàm ngôn đi, nói chủ đề chính, khốn kiếp, Đông Hải tôn giả ngây người, cửu sơn tôn giả thật bá đạo, việc này cũng phù hợp truyền thống của cửu dương thánh địa, thế lực này nổi danh bao che khuyết điểm. Lăng Hàn giết con rể đế ra ta, cũng nên giao hắn cho ta. Hắn nói, cửu sơn tôn giả phất tay, nói, tầm bảo trong di tích cổ, khó tránh khỏi tranh đoạt, chết tổn thương không phải rất bình thường hay sao? Nếu ai tổn thương hoặc chết, người trong nhà đều tới đòi công đạo, mọi người còn cần tu luyện làm gì, mỗi ngày đi đòi công đạo là tốt rồi. Đông Hải tôn giả hừ một tiếng, hắn không ngờ cửu sơn tôn giả sẽ nói như vậy, bởi vậy hắn cũng không tức giận, nói. Tốt, bản tôn cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, nên cho hai người bọn họ đánh một trận đi. Ồ, không phải người đã chết rồi sao, còn đánh thế nào? Đánh với quỷ sao, chẳng những lăng hàn sướng sờ, ngay cả cửu sơn tôn giả cũng kinh ngạc, hắn nhìn sang Đông Hải tôn giả. Đông Hải tôn giả cười ngạo nghế, thủ đoạn đế tộc ta, các người có thể tưởng tượng hay sao? Hắn dừng một chút, đề cao âm thanh, kêu lên. Thiên bộ, tứ tổ ra, chỉ thấy một người trẻ tuổi bước ra từ sau lưng đế Hải Lan. Trước kia hắn vẫn cúi thấp đầu, không cho người nào nhìn thấy gương mặt của hắn hiện tại hắn vừa bước ra và ngẩng đầu lên hắn tỏa ra khí thức kinh người hồng thiên bộ lại là hồng thiên bộ hắn không có chết lang hàn cảm thấy kỳ quái trong hắc thiên thần miếu hắn đã chém ngang lưng hồng thiên bộ tại sao kẻ này chưa chết đúng khó trách sau đó không thấy đế hải lan chạy tới trả thù hẳn là mang theo hồng thiên bộ trở lại đế tộc từ đó cứu hắn sống lại chật 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 đại nạn không chết gia hỏa này gặp hậu phúc rõ ràng rảo đã bước vào chân ngã cảnh. Cho dù bị chém ngang lưng không chết, nhưng khẳng định đã tổn thương căn cơ nghiêm trọng cho dù dùng thần dược tuyệt thế cứu chữa cũng rất khó khôi phục trạng thái tốt nhất trong thời gian ngắn, hiện tại hắn lại đột phá. Như vậy chân ngã cảnh tuyệt đối không mạnh bao nhiêu, nghĩ lại cũng phải, Hồng Thiên Bộ muốn đích thân báo thù, như vậy cần dùng cảnh giới áp chế Lăng Hàn mới được, bằng không đế tử cũng bị Lăng Hàn đánh bại trong trận chiến cùng dai, hắn cuồng vọng tới mức dám so sánh với đế tử hay sao. Cho nên, hắn cần phải đột phá tới chân ngã cảnh, muốn dùng cảnh giới áp chế Lăng Hàn. Lăng Hàn, thật không ngờ đúng không, ta còn chưa chết. Hồng Thiên Bộ nói ra, sát khí ngập trời. Tình huống của hắn không hỏng bét như Lăng Hàn nghĩ, bởi vì trong cơ thể hắn còn dung hợp một con mắt thái cổ hung thú. Thứ này giúp Hồng Thiên Bộ không chết ngay lập tức khi bị chém ngang lưng, mà là chống được tới khi quay lại đế tộc. Cũng bởi vì có mắt thái cổ hung thú, chiến lực của há còn mạnh hơn chân ngã cảnh sơ kỳ một đoạn. Lăng Hàn không sao cả, nhún nhún vai. Không sao, ta lại giết người một lần là được. Ngóa, hồng thiên bộ không biết nên nói cái gì, người quá kiêu ngạo. Ha ha, chỉ là sinh đan cũng dám dõng rạc, rốt cuộc hắn cũng mở miệng. Không phục, giết cho người phục, lang hàn mỉm cười. Bên kia, cửu sơn tôn giả cao mày, hắn nói với đông hải tôn giả. Tranh lệch một đại cảnh giới, thú vị sao? Tuổi bọn họ tương tự, hơn nữa trước kia gặp nhau, cảnh giới bọn họ cũng tương đương, hiện tại thiên bộ vượt lên trước, chẳng lẽ còn có thể trách thiên phú của hắn rất cao. Đông Hải tôn giả lạnh lùng trả lời, tốt, không nghĩ tới cửu sơn tôn giả lại gật đầu thống khoái, nói. Nên giao cho hai tiểu bối bọn họ tự giải quyết, ta và ngươi đều không được nhúng tay, ai ra tay người đó là cháu trai. Đông Hải tôn giả sững sờ, không nghĩ tới cửu sơn tôn giả đáp ứng thống khoái như vậy, nhưng hắn ảo não, cái gì cháu trai, người giàu gì cũng là tôn giả, có thể nói chuyện phong độ một chút hay không. Hắn không hiểu, nhưng hắn cho rằng cửu sơn tôn giả cũng không muốn làm mất mặt mũi thánh địa lại không muốn trêu chọc đế tộc cho nên mới phải đồng ý phương pháp giải quyết như thế cũng phải mạnh hơn nữa thì thánh địa dám đắc tội đế tộc hai người các ngươi bắt đầu đi đông hải tôn giả phất tay hắn cho rằng lăng hàn đã là một cỗ thi thể mặc kệ lăng hàn thiên phú cao cỡ nào hắn không thèm để ý dám đắc tội đế tộc đương nhiên chỉ có một con đường chết hồng thiên bộ chắp tay sau lưng hắn đi chậm về phía lăng hàn lúc này hắn tràn ngập tự tin. Chân ngã cảnh đấu sinh đan cảnh, đây là nghiền áp tuyệt đối, mặc ngươi là thiên tài tuyệt diễm cũng khó bù đắp tranh lệch cảnh giới. Lăng Hàn, tất cả, rốt cuộc cũng chấm dứt, hắn nói ra, Lăng Hàn tươi cười, gật đầu nói, đúng là nên chấm dứt, bắt đầu từ huyền Bắc Quốc đến bây giờ, tất cả cũng nên kết thúc. Ta rất bội phục ngươi, không ngờ còn cười được, Hồng Thiên Bộ nói ra, cũng được, Hồng Thiên Bộ thu nụ cười lại, trong ánh mắt bắn ra sát ý vô tận nếu trên đời này không có lăng hàn, quỹ tích nhân sinh của hắn sẽ khác, hắn sẽ có thêm cơ duyên. Hắn cho rằng, lăng hàn hiện tại lấy được thành tựu vốn thuộc về hắn, là lăng hàn cướp đi tất cả cơ duyên và vinh quang thuộc về hắn. Sau ngày hôm nay, thế gian không còn lăng hàn, hắn nói với giọng điệu tự tin và kiên định, chương 4539, vô sỉ cũng nên có mức độ. Chân ngã cảnh đấu sinh đan cảnh, đây là nghiền áp tuyệt đối. Cho nên, cho dù là người cửu dương thánh địa cũng không xem trọng lăng hàn, cho rằng trận chiến này hắn phải chết không thể nghi ngờ trừ cửu sơn tôn giả và đám người nữ hoàng bọn họ biết rõ lăng hàn còn là trận đạo tông sư có thể mượn nhờ địa mạch hắn có lực bảo vệ mình nếu không dùng tính cách và thái độ bảo vệ của cửu sơn tôn giả đối với lăng hàn hắn cố ý hãm hại lăng hàn hay sao đương nhiên lục kỳ tươi cười rất thống khoái hắn chờ đợi ngày hôm nay thật lâu đáng tiếc không thể tự mình ra tay tiêu diệt lăng hàn đây là việc làm hắn cảm thấy tiếc nuối tống lam khẩn trương đầu ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, nhìn thấy mỹ nhân thứ 9 tuyệt sắc bảng quan tâm một nam nhân như vậy, có rất nhiều người ghen ghét. Sắc mặt các tường thiên biến thành cổ quái, nàng đã biết rõ chuyện Lăng Hàn chém giết thích vĩnh minh, tự nhiên càng xem trọng thiên phú của Lăng Hàn, nhưng mấu chốt là, Lăng Hàn quá am hiểu gây chuyện, làm cho nàng bắt đầu do dự, không biết hắn sẽ rước đại họa cho Phật tộc Bắc Thiên vực hay không. Hồng Thiên bộ tiến lên phía trước, hắn không cần bay lên bầu trời, cửu dương thánh địa bị nhiều đời cường giả ra cố qua, nếu không thể thừa nhận chiến lược cấp bậc chân ngã cảnh thì người khác sẽ cười rụng răng. Một đường đi tốt, hắn nói xong liền ra tay. Ông, hắn xuất ra một trường, năng lượng thiên địa vô tận tụ tập và hóa thành bàn tay to lớn, có thể nhìn thấy đường vân tạo thành thiên địa đạo tắc. Đây là điểm cường đại của chân ngã cảnh, có thể dẫn động thiên địa đạo tắc, lúc công kích sẽ tạo thành uy lực khác biệt. Nhiên áp tất cả sinh đan, lang hàn sẽ không đón đỡ, hắn thi triển chỉ xích thiên nhai, hắn nhanh chóng tránh ra, sau đó dùng sát khí trùng kích oanh kích hồng thiên bộ hừ mi tâm hồng thiên bộ xuất hiện một con mắt nó tỏa ra sát khí ngăn cản sát khí trùng kích chớ để quên ta đã gặp thì không quên hắn cao ngạo nói ra con mắt thái cổ hung thú có thể nói là bảo vật vô thượng nói ra cũng phải cảm tạ ngươi bởi vì thua trong tay ngươi vì bảo vệ ký chủ như ta con mắt này mới bị ta khống chế chân chính nói xong mi tâm hồng thiên bộ bắn ra tia sáng cực nhanh căn bản không cách nào trốn tránh tia sáng bắn vào người lăng hàn. Ha ha, chết đi, hắn xông lên phía trước, nếu bị con mắt thái cổ hung thú bắn trúng, thân thể sẽ lập tức hóa đá, hắn chỉ cần thong rong bổ sung một kích là có thể lấy mạng lăng hàn. Quá đơn giản, bị một đại cảnh giới nghiền áp, mặc ngươi là thiên kiêu tuyệt thế thì như thế nào, ngươi cũng phải chết. Âm, quả nhiên, một trường này đánh lăng hàn thành mưa máu. Hồng thiên bộ thu trưởng đứng lên, hắn cất tiếng cười to, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối, có thể nói đây là đối thủ hắn ghi hận nhiều năm, hiện tại chém giết quá nhanh làm hắn có cảm giác chưa hết hận. Chết rồi cũng tốt, xem như chấm dứt một đoạn thù hận. Mọi người lại nhìn thấy chuyện khác, Hồng Thiên Bộ đột nhiên biến thành kẻ ngốc, hắn không ngừng đánh loạn vào không khí và đá vụt, sau đó lộ ra vẽ mặt thiên hạ vô song. Ách, người đắc ý cái gì? Chẳng lẽ rể hiền của thiên lang đế tộc là kẻ đầu óc không bình thường, còn dám để hắn đi ra làm mất mặt xấu hổ? Đối mặt việc này, Đông Hải tôn giả vô cùng tức giận, tại sao Hồng Thiên Bộ không đáng tin cậy vào lúc này. Trên thực tế, hắn rất xem trọng Hồng Thiên Bộ, thậm chí động ý niệm đi chủ ra thỉnh cầu đại dược thánh cấp đến trị liệu Hồng Thiên Bộ, từ đó tiêu trừ tất cả tai họa ngầm của hắn đương nhiên, hắn không có khả năng cầu được thánh dược, chỉ cầu một phần thì không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, Hồng Thiên Bộ biểu hiện không chịu được như thế, nội tâm của hắn sinh ra tức giận, hắn cần bồi dưỡng kẻ điên hay không. Dù sao tôn giả cũng là tôn giả, nhãn lực rất cao minh, hắn càng nhìn càng thấy không đúng, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, Hồng Thiên Bộ cũng không phải phát bệnh, mà là chúng ảo thuật của Lăng Hàn. Thật là lợi hại, có thể vượt qua một đại cảnh giới ảnh hưởng đối thủ, ngay cả hắn cũng không nhìn ra, thậm chí không nhìn thấy Lăng Hàn ra tay, đây là ảo thuật gì. Thiên Bộ, không thể chủ quan, hắn mở miệng quát lớn, vừa nói vừa dùng thần thức rót vào thức hải Hồng Thiên Bộ. Tôn giả quá mạnh mẽ, thần thức tiến vào thức hải đã đánh tan tất cả ảo cảnh. Hồng Thiên Bộ sướng sờ, sau đó tỉnh ngộ lại, hắn tức giận ngập trời hắn chiếm ưu thế một đại cảnh giới hiện tại còn bị lăng hàn ảnh hưởng thần trí vô cùng nhục nhã chân ngã cảnh đấu sinh đan cảnh nhưng không thể giải quyết nhanh chóng hắn bị mê hoặc chết hắn hét lớn một tiếng hắn tấn công lăng hàn lăng hàn mỉm cười hắn phát động huyễn cảnh hắc mang mặc ngươi có chuẩn bị hay không đây chính là thần thông lấy được từ tiên hà trong hắc thiên thần miếu có thể được chuẩn đế nhìn vào trong mắt nó có thể kém hay sao hồng thiên bộ chúng chiêu lần nữa hắn bắt đầu biểu diễn Đông Hải tôn giả còn muốn ra tay, đột nhiên có trưởng phong đánh tới, có quy tắc vô tận tập kích, hắn không thể không ứng phó, hắn vội vàng lui về phía sau, cũng không thể rảnh tay giúp Hồng Thiên Bộ hóa giải. Cửu Sơn tôn giả thua tay lại, thản nhiên nói, vô sỉ cũng phải có mức độ, Đông Hải tôn giả tức giận lồng ngực phập phồng, hắn thật sự nhúng tay vào tranh đấu giữa hai tiểu bối, nếu Cửu Sơn tôn giả không nói thì mọi người không biết, nhưng một khi bị nói phá thì hắn mất mặt. Mấu chốt là, có ít người còn mở tinh võng trực tiếp. Hắn đường đường tôn giả đế tộc lại nhúng tay vào tranh đấu của hai tiểu bối, lại còn bị vạch trần trước mặt mọi người, thật mất mặt. Hắn hừ một tiếng và chắp tay sau lưng, hiện tại hắn xem như biết rõ, Cửu Sơn tôn giả không có ý thỏa hiệp, mà là biết rõ Lăng Hàn có thủ đoạn có thể ngăn cản chân ngã cảnh. Đây là tạo thế cho Lăng Hàn, trước kia Lăng Hàn ở chú đỉnh từng chém giết qua sinh đan cảnh, bây giờ ở sinh đan cảnh, hiện tại là sinh đan hậu kỳ có thể địch nổi chân ngã cảnh từ đó thanh danh lăng hàn sẽ lên cao, chỉ sợ sẽ có không ít đế tộc chạy tới đoạt rể hiền. Tứ tổ ra, đế hải lan lo lắng nói, không sao, đông hải tôn giả lắc đầu, nói, tiểu tử kia chỉ dựa vào ảo thuật mà thôi, này tuy có thể tạo thành ảnh hưởng với thiên bộ, nhưng bản năng võ giả của thiên bộ vẫn còn, gặp được nguy hiểm sẽ ra tay phản kích, thiên bộ dùng ưu thế một đại cảnh giới áp chế, hắn có thể dễ dàng đánh chết lăng hàn. Nghe hắn nói như vậy, đế hải lan thoải mái hơn nhiều đông hải tôn giả lại nói hơn nữa thiên bộ cũng là thiên tài vô thượng còn nắm giữ ưu thế đại cảnh giới ảo cảnh ảnh hưởng lên hắn càng ngày càng nhỏ cho đến biến mất đến lúc đó ha ha không cần phải nói một chân ngã cảnh có thể toàn lực ứng phó có sinh đan nào sống nổi